Các truyện hương xưa hân hạnh giới thiệu bộ truyện Gió ấm không bằng anh thâm tình Của tác giả Thanh Thanh Thùy Tiếu Ngoại truyện 2 Các bạn đang nghe truyện tại kênh Các truyện hương xưa Xin hãy bấm đăng ký, thích và chia sẻ để giúp chúng mình có thêm động lực nhé Xin cảm ơn các bạn A ca từng nói Kỹ thuật bắn súng của Phong Lăng rất lợi hại. Ban đầu lúc cứu A-ca, nhóc đã dùng súng của anh ta. Nam Hành đứng từ xa nhìn, anh mặc một bộ đồng phục chiến đấu màu đen, sắc mặt lạnh lùng tự phụ, dựa vào nơi đó bất động, trông hoàn toàn giống một đại gia, nhưng lại có loại khí thế không người nào dám đến gần. Tiếp đó, anh lại tùy ý xoay cây súng vẫn luôn cầm chơi trong tay, cũng không cần đứng thẳng lên hoặc thay đổi một tư thế khác lập tức nã một phát súng lên hồng tâm cách hơn 100 mét mà vừa rồi phong lăng đã bắn trúng. Chẳng ai nghĩ tới phía sau đột nhiên sẽ truyền tới tiếng súng, tất cả đều hoảng sợ. Kết quả trong nháy mắt, mọi người đều nhìn thấy chính giữa cái bia cách mặt phong lăng 50 mét bị bắn thủng một lỗ, viên đạn của phong lăng cắm giữa bia cũng bị bắn văng đi. Nam Hành ném cây súng trong tay lên bàn đá, vẻ mặt thờ ơ tựa như phát súng vừa rồi không phải do anh bắn ra vậy, giọng điệu nhàn nhạt nói, luyện tiếp đi. Hàng Kình, Tiểu Hứa, Phong Lăng. Một đám thành viên đang huấn luyện. Lão đại chỉ cần một phát đã bắn văng luôn cả viên đạn của Phong Lăng, điều này không phải là anh công khai xem thường thành tích của Phong Lăng hay sao? Phong Lăng như vậy mà còn bị lão đại xem thường, vậy với kỹ thuật rác rưởi của bọn họ mà bảo luyện tiếp thì không phải sẽ khiến lão đại buồn nôn à? Chật, may mà Phong Lăng không phải nữ. Nếu không, bọn họ thật sự nghi ngờ lão đại nhằm vào phong lăng như vậy rốt cuộc có phải là vì có hứng thú với cậu ta hay không? Mà thằng nhóc này mới 13 tuổi, cho dù xu hướng tình dục của lão đại có vấn đề đi nữa thì anh cũng không đến nổi ra tay với một đứa bé chứ. Trái lại, đối với cái bia bỗng nhiên bị thủng một lỗ trước mắt, phong lăng lại không hề nghĩ ngợi nhiều. Mỗi người có ba lần bắn, nhóc cứ theo lẽ thường nạp đạn tiếp tục bắn. Hai phát súng cuối cùng là bắn liên tục, cũng chính xác bắn về phía hồng tâm của bia, xuyên qua tâm bia trống rỗng, ghim lên một thân cây cách đó không xa, để lại vết đạn sâu hoắm. Sau khi hoàn thành, Phong Lăng liền thản nhiên đưa súng cho người kế tiếp, xoay người lập tức trở lại đội ngũ. Sau khi buổi huấn luyện bắn súng kết thúc, mọi người được tạm nghỉ ngơi 10 phút. Phong Lăng cầm nửa chai nước suối mình đã uống xoay người đi ra bên ngoài sân. Vị trí này rất gần với chỗ Nam Hành đang ngồi, nhóc lại không đi qua mà chỉ nhìn nam hành đang được mấy thành viên khác vây quanh. Không ít người xin anh hướng dẫn kỹ thuật bắn súng, nói trắng ra là đang định nọt hồng tìm kiếm cảm giác tồn tại trước mặt lão đại. Phong Lăng lại uống một ngụm nước, vặn chai nước suối lại, xoay người đang định đi thì bỗng nhiên nhìn thấy Tam Bàn ngày thường rất thích gây rối chì chân ra trước mặt cô. Phong Lăng chỉ lạnh nhạt liếc nhìn anh ta một cái, không chỉ không bị vấp ngã mà trái lại còn nhấc chân lên trả đũa một cước. Tam Bàn đang âm thầm vui sướng không ngờ chân phong lăng đã chào hỏi về phía mình. Vốn dĩ anh ta đang ngồi, bỗng nhiên bắp đùi đau nhói phải nhảy bật lên. Một giây kế tiếp, mông anh ta lại bị đạp thêm một cái. Tam bàn che lấy cái mông bị đau bắt đầu gào lên, vừa gào vừa nhảy về phía nam hành hô lên, lão đại, anh mau xem thằng nhóc phong lăng này, nó dám đạp mông em. Nam hành nhìn tam bàn, sau đó lại nhìn về phía phong lăng. Phong lăng cũng liếc tam bàn một cái tìm lệ nam hành dạy dỗ nhóc thì có ích gì. Trên danh nghĩa thì lão đại dẫn dắt đội một, nhưng thực chất thì không quản lý mọi chuyện. Anh chính là một ông chủ không quan tâm đến chuyện trong đội, tất cả đều giao hết cho phó sĩ quan huấn luyện hàng kình, cầu anh nói một câu cũng không xong nữa ấy chứ. Hơn nữa, tại sao anh phải dạy dỗ nhóc? Nhóc có quan hệ gì với anh mà anh phải để ý tới? Ngay lúc Phong Lăng xoay người định bỏ chai nước suối sang một bên thì nhóc bỗng nghe thấy một giọng nam nhàn nhạt vang lên, tam bàn thích gây rối, cậu chấp nhặt với cậu ta làm gì? Nếu đá thêm mấy cú nữa thì mở trên người cậu ta cũng không cần phải giảm nữa, cả đời này e là cậu ta sẽ cứ sưng phù lên như thế. Tam bàn Lão đại, anh có chắc là đang dạy dỗ Phong Lăng không? Đây không phải là anh đang ngoài sáng trong tối mắng tôi sao? Phong Lăng liếc nhìn Nam Hành, trả lời một câu, từng, sau này tôi sẽ đá vào chỗ khác, cam đoan lần sau chỗ sưng của anh ta sẽ đều đặn hơn. Tam bàn, lão đại cứu mạng. Bốn phía cười ầm lên. Nam hành cũng cười nhạt một tiếng, nhấc chân đá văn tam bàn đang dùng ánh mắt cầu cứu tựa như sắp bổ nhào về phía mình, một khuôn mặt béo ú đầy thịt lại bày ra biểu cảm đáng thương với ông đây. Mau giảm cân đi, trong vòng một tháng không giảm được 15 cân thì cậu cút sang đội khác cho tôi. Tam bàn, hu hu hu, quất ức quá. Mặc dù tôi béo nhưng vẫn nhanh nhẹn mà, nếu như không đủ nhanh nhẹn thì làm sao có bản lĩnh gia nhập đội một chứ. Lão đại, anh làm thế là kỳ thị. Lúc này, Hàng Kình đã đi tới bên cạnh phong lăng, thấy thái độ nhóc vẫn lạnh nhạt hờ hững không thích hòa đồng với mọi người bèn lên tiếng, có phải trước kia cậu đã biết bắn súng rồi đúng không? Kỹ thuật bắn rất khá, có muốn học bắn ngắm tầm xa chuyên nghiệp không? Phong Lăng nhìn Hàng Kình, đúng là tôi biết bắn súng, còn bắn ngắm tầm xa thì chưa từng học. Hàng kình gật đầu, một tháng qua, anh ta thật sự rất thích cậu nhóc phong lăng này. Mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng cậu ta lại rất ưu tú. Căn cứ của chúng ta đã được thành lập nhiều năm, nhưng hiện tại có không tới 5 người có kỹ năng bắn ngắm tầm xa đạt tiêu chuẩn. Trong đó, lợi hại nhất chính là lệ lão đại. Hay là sau này cậu hãy học theo mọi người, nghĩ cách hòa thuận với lão đại, để anh ấy dạy cậu một chút phong lăng nghe vậy không mặn không nhạt nói thế thôi trước giờ tôi không thích cố ý lấy lòng người mình không thích tôi học những thứ khác cũng không sao hàn kình ngẩn ra tự dưng thấy vui hẳn lên cậu đúng là một luồng nước mát của căn cứ chúng ta đấy trong mấy trăm người ở đây e là chỉ có một mình phong lăng cậu dám trực tiếp luôn miệng nói mình không thích lão đại ở ngay trước mặt anh ấy Tính tình của lão đại đúng là hơi xấu nhưng đâu đến nỗi để cậu chán ghét thẳng thừng như vậy nhỉ. Nam Hành đang định cầm lấy khẩu súng trên bàn đá kia bỗng hơi cựng lại. Tam bàn vốn đang định lại làm nũng với lão đại, ai ngờ bỗng nhiên thấy ánh mắt của lão đại lạnh đi, thân mình béo tròn nhất thời run lên, theo bản năng tránh sang bên cạnh, không dám đến gần nữa. Vẻ mặt của Nam Hành rất bình thản, anh thản nhiên liếc nhìn Phong Lăng một cái. Phong Lăng không phủ nhận cũng không nhiều lời, chỉ xoay người đi mất hoàn toàn không để đề nghị vừa rồi của hàn kình trong lòng câu sau kia của hàn kình vốn chỉ là nói đùa nhưng anh ta lại không ngờ thằng nhóc phong lăng này lại lạnh lùng đến thế anh ta quay đầu liếc nhìn lão đại dù sao chuyện huấn luyện ngắm bắn tầm xa là do lão đại đã nhắc đến trong cuộc họp căn cứ gần đây và anh cũng từng đề cập đến tiềm lực của phong lăng nếu không phải vì lão đại có ý này hàn kình tuyệt đối không dám tự ý chủ trương nhưng bây giờ thế này là vô hình trung, phong lăng lại cự tuyệt lão đại. Những người xung quanh có vẻ nhận ra ánh mắt lão đại lúc này vừa u ám vừa lạnh, không khí trên sân luyện tập bắn như bị đông cứng lại, cả đám đều không dám thở mạnh. Lão đại, chuyện tay súng bắn tỉa này, hàng kình do dự một hồi, cuối cùng vẫn đánh bạo đi qua hỏi. Nam hành nghịch súng trong tay, thản nhiên nhìn về hướng phong lăng rời đi. Cho cậu ta hai năm cơ hội để rèn luyện thể lực. Hai năm sau, nếu thể lực vẫn không đạt tiêu chuẩn thì cứ coi như cậu ta đã tự động từ bỏ vị trí trong danh sách huấn luyện ngắm bắn tầm xa giọng điệu của nam hành lạnh tanh lệ nam hành tự nhủ nể tình phong lăng quả thật rất có thiên phú hơn nữa kỹ thuật bắn súng lại rất chuẩn nhóc lại đang ở độ tuổi thích hợp để bắt đầu tiếp nhận huấn luyện tất cả đều là lợi thế cho nên anh mới tạm thời cho nhóc vị trí này nếu không phải bởi vì căn cứ 11 quả thật rất cần nhân vật mới có thiên phú thì anh đã đá nhóc ra khỏi căn cứ từ lâu rồi. Tuy căn cứ 11 nằm dưới sự quản lý của Lệ Nam Hành, nhưng gia tộc nhà họ Lệ có rất nhiều việc phải xử lý. Từ nhỏ anh đã huấn luyện trong căn cứ 11, sau khi thành niên thì tiếp quản căn cứ. Nhưng giờ nhà họ Lệ vẫn còn rất nhiều vấn đề cần anh về để xử lý nên căn cứ này sẽ tạm thời được quản lý bởi Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ và Sở cảnh sát Los Angeles trong 2 năm. Ngoài ra, còn có cả người của nhà họ lệ phái tới trong non. Nói cách khác, trong thời gian 2 năm này, lệ Nam Hành sẽ không xuất hiện trong căn cứ 11. Trước khi đi, lệ Nam Hành mở tiệc chiêu đãi các anh em trong căn cứ, còn bao hẳn một khách sạn 7 sao mấy chục tầng ở Los Angeles. Khách sạn này là khách sạn xa hoa và đắt đỏ nhất ở Los Angeles hiện giờ. Kiến trúc trang hoàng hoa lệ, trực trở lóa mắt, đẹp đẽ quý phái khiến người ta cảm thấy ngưỡng mộ không thôi thấy xe của lệ nam hành đã tới nhóm nhân viên phục vụ xếp hàng theo thứ tự để đi ra nên đón rất chu đáo mà khi mọi người đi vào khách sạn quản lý đại sảnh bỗng nhiên nhìn thấy phong lăng đi vào ánh mắt anh ta vừa nhìn thoáng qua người nhóc thì bỗng chốc kinh ngạc nhướng mày thằng nhóc này không phải là cái tên đã vào nhầm và đánh vỡ thác rượu vang đỏ của bọn họ hai tháng trước đây sao ánh mắt của quản lý đại sảnh cứ thế khóa chặt trên người phong lăng nhìn tận vài giây Phong lăng lại dường như không nhận ra anh ta mà đi thẳng vào trong. Thấy nhóc mặc trang phục chiến đấu màu đen giống như nhóm người mà anh lệ mang đến, hơn nửa người của căn cứ 11 không phải dễ chọc, quản lý nhất thời không rõ thân phận của nhóc, cuối cùng cũng không dám nhiều lời. Nhưng ánh mắt anh ta vẫn thỉnh thoảng liếc về phía phong lăng. Nam hành đi phía trước nhưng không có nghĩa là anh không chú ý đến sự thay đổi trên khuôn mặt vốn đang háo hức của người quản lý. Bước chân của người đàn ông cao lớn mạnh mẽ dừng lại con người đen như mực lạnh nhạt liếc nhìn phong lăng bị nhìn chầm chầm từ nãy giờ, lại lạnh như băng nhìn sang quản lý, sao thế? Hai người quen nhau à? Người quản lý hơi do dự, cứ có cảm giác tên phong lăng này thoạt nhìn nhỏ gầy hơn rất nhiều so với những người khác, không biết có phải nhóc ta đã lén trà trộn vào hay không, vì thế anh ta đảo mắt tươi cười nói với Nam Hành, anh Lệ, cậu ta tên là phong lăng phải không ạ? À? Vẻ mặt lạnh lùng của Nam Hành vẫn không thay đổi, anh chỉ lạnh nhạt liếc nhìn phong lăng vẫn bình thản như trước thờ ơ nói có chuyện gì mấy tháng trước cậu ta đã làm đổ tháp rượu vang đỏ trong đại sảnh khách sạn của chúng tôi mấy chục ly thủy tinh xa hoa đều vỡ hết tổng giám đốc khách sạn chúng tôi thấy cậu ta còn nhỏ tuổi lại không có tiền đền cho nên để cậu ta giúp việc trong phòng bếp phía sau của khách sạn một tháng xem như tiền công đền bù số ly thủy tinh đó nhưng cậu ta chỉ làm một tuần ở phòng bếp liền bỏ chạy nếu không phải nể tình cậu ta còn nhỏ tuổi chắc chúng tôi đã báo cảnh sát rồi dù sao giá trị của số ly thủy tinh kia cũng không phải là nhỏ bắt đầu từ lúc vừa bước vào khách sạn này phong lăng cũng đã biết điều gì đang đợi mình nhóc đâu chỉ làm ở phòng bếp một tuần rồi đi nhóc còn làm vỡ không ít bộ đồ xa hoa ở đó tại sao phải đi đương nhiên là bởi vì người trong khách sạn này từ nhân viên phục vụ ở đại sảnh đến người học nghề trong phòng bếp ai cũng có thế lực cả họ cho rằng nhóc còn nhỏ dễ bắt nạt nên nhóc bị ngán chân khắp nơi thậm chí họ còn cho rằng nhóc nhỏ tuổi nên có thể bị coi như khỉ mà đùa giỡn hết lần này đến lần khác những kẻ đó đã chạm tới điểm giới hạn của nhóc cuối cùng nhóc nổi giận trực tiếp đá đổ máy rửa bát của phòng bếp rồi bỏ chạy mà mười bảo vệ trong khách sạn này không ai đánh lại nhóc tất nhiên không ngăn cản nhóc được nam hành nghe qua lời nói của quản lý thì chuyển mắt nhìn về phía phong lăng có chuyện này à? Phong Lăng bình tĩnh nói, có, chờ tôi làm xong một nhiệm vụ và kiếm được tiền, tôi sẽ lập tức trả tiền đền bù, sẽ không bôi nhọ căn cứ đâu. Nam Hành ung dung thản nhiên, quản lý ở bên cạnh châm chọc nói một câu khiêu khích, anh Lệ, tôi nghe nói những người mà căn cứ 11 chọn ra đều không phải người đơn giản. Hẳn là anh không đến mức thương hại một tên ăn mày như vậy chứ. Sao lại nhận cả cậu ta vào thế? Hai tháng trước, cậu ta chỉ đi ngang qua cửa sổ kính của khách sạn chúng tôi thấy bên trong có một suất bít tết và cơm sườn mà khách ăn còn thừa phỏng chừng là đói bụng quá muốn lẻn vào đóng gói mang đi nhưng khách sạn chúng tôi có quy tắc riêng không thể để cậu ta mang đi được lúc cậu ta bị bảo vệ đuổi ra ngoài thì lại ra tay đánh cả bảo vệ của chúng tôi còn đánh đổ cả tháp rượu vang đỏ nữa chứ ban đầu nam hành không nói gì ánh mắt nhìn phong lăng vẫn vô cảm đứng nơi đó nhưng khi quản lý còn âm thầm vui sướng, cho rằng anh Lệ nhất định sẽ đuổi thằng nhóc chết tiệt đó đi thì Nam Hành bỗng gọi nhóc một tiếng, phong lăng. Rồi anh lại nói tiếp, ngoài bít tết và cơm sườn ra, cậu còn muốn ăn gì nữa? Mặt mày quản lý đại sảnh lập tức tái mét, anh ta không dám tin mà quay đầu nhìn về phía phong lăng. Phong lăng cũng ngước mắt lên nhìn Nam Hành, không hiểu tại sao anh lại không nổi giận. Rõ ràng nhóc đã khiến căn cứ 11 bị mất mặt, không phải sao? vừa nhìn vào đôi mắt của anh phong lăng dừng một chút rồi nói chỉ có hai món này nhìn không tệ lắm lúc ấy tôi không ăn được không biết hương vị thế nào muốn nếm thử không phong lăng lại nhìn anh sau đó gật đầu ánh mắt nam hành lạnh lùng quét về phía quản lý đại sảnh đang trợn mắt há hốc miệng cho cậu ta năm suất bít tết năm suất cơm sườn không đủ thì lại mang ra tiếp quản lý đại sảnh phong lăng tôi không ăn được nhiều đến thế Nam Hành lạnh nhạt liếc nhóc một cái, có thể ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu. Cậu xem cậu gầy gò thế kia, ngay cả mấy suất cơm cũng không ăn nổi thì còn hy vọng thể lực của mình có thể tăng lên bao nhiêu hả? Phong Lăng Thế thì cũng đâu thể hy vọng nhóc đang từ một thiếu niên 13 tuổi hơn 40 cân biến thành một tên mập mạp 90 cân chứ. Quản lý lại cảm thấy kinh ngạc, không ngờ anh Lệ lại chăm sóc tên nhóc này như vậy. Anh ta lập tức không dám nói lung tung nữa, chỉ có thể nhanh chóng xoay người dặn nhân viên phục vụ và bồi bàn tiếp đón nhóm tổ tông này vào đồng thời quản lý cũng tươi cười mà nói với phong lăng cậu phong ngoài bít tết và cơm sườn ra khách sạn chúng tôi còn có nhiều món đặc sắc xa hoa khác hải sản được chuyên chở bằng phi cơ hoặc là khuôn mặt phong lăng không hề dao động bởi câu cậu phong mà anh ta cố ý khoa trương nhấn mạnh kia nhóc hoàn toàn thờ ơ xoay người đi theo cả đội lên lầu quản lý có chút xấu hổ đứng tại chỗ ánh mắt vốn mang tia không phục mà lường nguyết theo bóng dáng của phong lăng ai ngờ vừa nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của lệ nam hành phóng tới bả vai anh ta lập tức co rụt lại cả người lạnh toát gương mặt lại vội vàng đổi thành nụ cười làm lành tới đại sảnh tổ chức bữa tiệc trên lầu đã được đặc biệt dọn dẹp thoáng đảng cho căn cứ 11, phong lăng đang muốn đi vào cùng đám người tam bàn thì bỗng nhiên hàng kình ở phía sau vỗ bả vai nhóc một cái phong lăng lão đại gọi cậu kìa phong lăng quay đầu lại không phải ăn cơm ở đây sao lão đại gọi tôi làm gì hàn kình giơ hai tay ra đồng thời nhún vai ý bảo là anh ta cũng không biết phong lăng suy nghĩ hai giây rồi xoay người quay trở lại khi vừa mới bước lên đầu cầu thang bằng đá cẩm thạch nhóc nhìn thấy người đàn ông cao lớn mặc trang phục chiến đấu màu đen đồng bộ với nhóc đang đứng đó thưởng thức cái bật lửa màu bạc xa hoa nhóc chỉ nhìn thoáng qua anh rồi đi tới lão đại anh quay đầu lại nhìn nhóc từ cũng chỉ là ở ừ một tiếng anh không có chuyện gì khác muốn tìm nhóc sao phong lăng có chút khó hiểu nhưng nam hành không lên tiếng nhóc cũng không tiện xoay người rời đi chỉ có thể đến gần thêm hai bước nữa đi tới bên cạnh anh lão đại có việc tìm tôi sao cái bật lửa màu bạc ở trong tay người đàn ông phát ra tiếng vang thanh thúy anh thản nhiên nhìn nhóc một cái cậu nợ nơi này bao nhiêu tiền phong lăng hơi nhướng mí mắt lên một chút lại liếc nhìn tên quản lý đại sảnh dưới tầng một đang vội vàng tiếp đón các thành viên khác của căn cứ 11, nghe nói mấy cái ly bị tôi làm vỡ đều là ly thủy tinh, cái rẻ nhất cũng hơn trăm đô, hơn nữa cộng thêm máy rửa bát và dụng cụ đồ ăn bị tôi đá đổ thì cũng khoảng 20.000 đô. Nam Hành đặt một tay lên đầu nhóc, phong lăng hơi khựng lại bởi vì động tác này của anh. Nhóc ngước mắt lên nhìn, anh cao hơn nhóc rất nhiều, lại rủ con ngươi đen lấy xuống, màu mắt sâu thẳm, tiếng nói và hơi thở đều rất lạnh lẽo anh cúi đầu tới gần nhóc, 20.000 đô mà cậu cũng dám bán mình vào nơi này một tháng à. Không phải tôi tự bán mình vào đây, mà là tôi quả thật không có tiền đền cho bọn họ. Nếu không phải đám người trong phòng bếp của bọn họ thật sự quá ngứa đòn thì hẳn là tôi đã ngoan ngoãn ở lại chỗ làm việc nguyên cả tháng rồi mới đi. Dù sao thì sự thật là do tôi sai trước. Anh cười nhạo, bàn tay trên đầu nhóc nhấn mạnh một cái, phong lăng lại không tiện tránh đi. Anh xoa đầu của nhóc một hồi rồi buông ra, lại thấy mái tóc nhóc bị vò đến mức rối tung nhưng gợi cảm đến mức kỳ lạ, lạnh lùng cong môi cười, còn biết nói đạo nghĩa cơ đấy, xem ra tính tình cũng không quá tệ nhỉ. Mặt phong lăng lạnh tanh, tôi có phương diện nào khiến lão đại tưởng lầm rằng nhân cách của tôi có vấn đề thế? Được rồi, đi vào ăn cái gì đó với bọn họ đi, không cần để tâm suy nghĩ về vấn đề còn con ấy của khách sạn, tôi sẽ giúp cậu giải quyết. Nghe được những lời này, Phong Lăng vô thức muốn nói lời cảm ơn, Kết quả, anh lại nói thêm một câu, điều kiện là bắt đầu từ hôm nay, cậu phải rèn luyện thể lực của mình thật tốt cho tôi. Hai năm sau, khi tôi quay về căn cứ mà cậu vẫn không thể ôm chắc khẩu súng bắn ngắm tầm xa thì có thể cút ra khỏi đội một. Phong Lăng vốn muốn nói lời cảm ơn vì anh đã giúp mình giải quyết vấn đề này, chờ về sau nhóc có tiền thì nhất định sẽ trả lại 20.000 đô này cho anh. Nhưng cuối cùng lời nói này vẫn bị nhóc nuốt trở lại vào bụng nhóc không thèm nói gì mà chỉ liếc nhìn anh một cái. Thôi, dù sao ít nhất hai năm tới nhóc cũng không phải nhìn thấy anh nữa. Khi năm suất bít kết và năm suất cơm sườn được đưa lên bàn, quản lý gọi người bưng từng suất từng suất bày ra trước mặt phong lăng. Những người trên đây đều là thành viên của đội một, tuy rằng vừa rồi lúc ở dưới tầng cũng có nghe qua, nhưng chẳng ai ngờ được rằng lão đại lại thật sự có ý định muốn phong lăng ăn nhiều như vậy. Ai cũng biết phong lăng là người ăn ít nhất trong số các anh em mọi người cũng thường xuyên khuyên nhóc, đang ở độ tuổi trưởng thành, nhất định phải ăn nhiều vào mới thì có thể cao giống như mọi người. Bằng không về sau thể lực không đạt tiêu chuẩn, chiều cao cũng không có thì phỏng chừng lão đại sẽ càng bắt nạt nhóc. Nhưng mà thức ăn nhiều thế này thì không có suất nào ít cả, sao nhóc có thể nuốt trôi được. Ngược lại phong lăng rất bình tĩnh, bảo nhóc ăn thì nhóc liền ăn. Nếu đến cuối cùng không ăn nổi thì cũng không đến mức no mà chết. Thật ra, sức ăn của nhóc cũng không tính là ít chỉ là so với một đám thanh niên ăn uống như hổ đói trong căn cứ lượng cơm bình thường nhóc ăn chỉ là thức ăn mèo đáng thương thậm chí có người còn suốt ngày nói nhóc giống như con mèo con vậy lúc không vương móng vuốt ra thì rất xinh đẹp đáng yêu một khi nổi giận thì không ai kiềm chế được thật sự khiến người ta hận đến mức nghiến răng nghiến lợi hôm nay lệ nam hành cũng hiếm khi ngồi chung một bàn cùng thành viên đội một bình thường lão đại đều ngồi cùng với các sĩ quan huấn luyện dù sao anh cũng không có đề tài chung với nhóm bọn họ nhưng hôm nay không ngờ lão đại lại ngồi cùng bàn với họ như vậy thậm chí anh còn ngồi xuống bên cạnh phong lăng tam bàn lặng lẽ nói một câu với tiểu hứa bên cạnh có phải lão đại quan tâm hơi quá tới phong lăng rồi không thật ra tam bàn cảm thấy chắc lão đại có thể nghe thấy lời nói của mình cho nên có vài lời anh ta không dám nói thẳng ra điều anh ta thật sự muốn nói chính là Liệu xu hướng giới tính của lão đại có thật sự có vấn đề hay không? Đâu phải chỉ có vấn đề không thôi, thậm chí ngay cả một thiếu niên cũng không buông tha. Lão đại định nuôi dưỡng thiếu niên anh tuấn từ nhỏ chỉ thuộc về mình à hay là thế nào? Mặt Tiểu Hứa vẫn lạnh lùng, nói, lúc cậu 13 tuổi mà có bản lĩnh giỏi như phong lăng thì lão đại cũng sẽ quan tâm cậu như thế thôi. Tam Bàn. Thân là một anh béo linh hoạt, anh ta không ngờ mình lại bị kinh bỉ tuy rằng phong lăng học cái gì cũng nhanh kỹ thuật bắn súng cũng rất chuẩn nhưng dù sao lão đại cũng đối xử với cậu ta tốt quá rồi ấy gọi các anh em cùng nhau đi ăn cơm thì đáng ra anh ấy nên chọn món cho mọi người chứ vậy mà chỉ đặt riêng thức ăn cho phong lăng rõ ràng là đang nâng đỡ cậu ta mà hơn nữa trước đây lão đại chưa bao giờ ngồi chung với chúng ta cả thế mà giờ anh ấy còn ngồi bên cạnh phong lăng nữa kìa vẻ mặt của nam hành vẫn bình thản anh tùy ý ném cái bật lửa màu bạc xuống mặt bàn, gọi nhân viên phục vụ bên cạnh tới, lại chỉ vào tam bàn trông có vẻ như đang ghen tị, cho cậu ta 10 suất bít tết, 10 suất cơm sườn, không ăn hết thì không được đi. Tam bàn vừa lẩm nhẩm xong cầm cốc nước lên uống, trong nháy mắt bởi vì lời nói của Nam Hành mà suýt chút phun ra, ho liên tục mấy tiếng, ho đến mức khuôn mặt béo mũm mỉm cũng đỏ lên. 10, 10 suất. Dù là một anh béo, nhưng anh ta cũng đâu ăn được nhiều đến thế trong nháy mắt bất thình lình nhận được sự quan tâm đặc biệt của lão đại tam bàng lẳng lặng chép miệng không dám nói thêm câu nào nữa thật ra vấn đề chủ yếu đâu có liên quan gì lắm tới bít tết và cơm sườn nhỉ điều quan trọng ở đây chẳng lẽ không phải là lão đại đang ngồi bên cạnh phong lăng sao phong lăng đẩy phần cơm trước mặt mình lên phía trước không cần gọi thêm nữa tôi không thể ăn hết mấy suất này chia bốn suất cho tam bàng đi tam bàng vội lắc đầu xua tay nhìn Nam Hành giống như đang cầu cứu. Nam Hành không nhìn anh ta, cũng chưa nói có cho phép hay không cho phép nhóc đưa người khác số cơm này, chỉ thản nhiên nói, tùy, buổi tối sau khi quay về căn cứ phải rèn luyện thể lực 5 tiếng, chỉ cần cậu bảo đảm mình thật sự ăn no là được. 5 tiếng Ánh mắt phong lăng chợt lóe lên, tam bàn và mọi người đang ngồi lập tức không còn hâm mộ chuyện lão đại quan tâm chăm sóc nhóc nữa, mà cả đám đều nhìn nhóc đầy thương hại, Rèn luyện thể lực trong căn cứ 11 quả thật có khác gì huấn luyện ma quỷ đâu. Một tiếng đã có thể lấy đi nửa cái mạng của người ta rồi, thế mà còn rèn luyện thể lực tận năm tiếng. Sợ là lão đại không định để Phong Lăng nhìn thấy mặt trời tuổi 14 rồi. Phong Lăng đảo mắt nhìn về phía người đàn ông bên cạnh, người chỉ cần một câu nói đã gần như có thể phán định sự sống chết của nhóc. Nam hành cũng liếc nhìn nhóc đầy ẩn ý, áo khoác trang phục chiến đấu màu đen khoác hờ trên người anh, bên trong là áo thun đen làm nổi bật thân hình cơ bắp và bề ngoài hoàn mỹ. Vì khoảng cách gần nên mùi hóc mon thuần túy của anh gần như muốn bao phủ không khí xung quanh phong lăng. Chủ yếu chính là trong đôi mắt của anh lóe lên vẻ nguy hiểm nhàn nhạt, như đang nhắc nhở nhóc rằng, cho dù anh phải rời khỏi căn cứ 11-2 năm, nhưng ngày kia mới đi, ít nhất anh còn có thể ra tấn nhóc thêm hai buổi tối nữa. Ngay tại lúc phong lăng miếm môi không lên tiếng, anh bất chợt ném một đôi đũa đến trước mặt nhóc. Ăn! ít nhất phải hai suất nếu không buổi tối huấn luyện mà đói đến mức kiệt sức thì tôi cũng mặc kệ cậu nên rèn luyện thì vẫn phải tiếp tục rèn luyện anh thích giày vào người khác đến vậy sao hay là anh chỉ không vừa mắt một mình nhóc thôi phong lăng cầm lấy đôi đũa và bắt đầu ăn cơm sau khi ăn xong một suất nhóc nhìn bít tết bên cạnh mà hoàn toàn không thể ăn nổi nữa đúng lúc này tam bàng bỗng nhiên lại nói chen vào một câu bít tết là món ăn có thể giúp tăng cơ tốt đấy Phong Lăng bé nhỏ, cậu xem cậu đi, không chỉ gầy gò mà ngay cả một bắp thịt trên người cũng không có. Lần trước chúng ta huấn luyện, cậu lộ hai cánh tay ra, trắng nõn mảnh khảnh cứ như con gái vậy. Cậu ăn nhiều vào, như thế mới có lợi cho cậu. Phong Lăng lập tức ngẩng đầu lên, hung hăng lường Tam Bàn một cái. Tam Bàn tiếp tục vui sướng khi thấy người ta gặp họa kết quả còn chưa cười xong thì nhân viên phục vụ vừa rồi đi ra ngoài giờ đã quay lại với mười suất bít tết và mười suất cơm sườn vừa nhìn thấy họ bê thức ăn vào tam bàng lập tức đánh ở một cái hai mắt cứng đờ phong lăng vừa cắt bít tết và chậm rãi nhét vào miệng cười như không cười nhìn tam bàng đang trợn mắt há miệng đáp trả anh ta một câu tranh thủ biến thịt mỡ trên người anh thành bắp thịt đi anh ăn nhiều vào có lợi cho anh đấy tam bàng đậu xanh rau má anh ta mà ăn hết chỗ này thì sẽ chết mất. Anh ta chỉ là nói móc phong lăng vài câu thôi, không ngờ lão đại lại dùng phương thức đê tiện như vậy để giết anh ta thẳng tay. Tất cả đều là đàn ông, dựa vào cái gì mà đãi ngộ khác biệt như thế hả? Ban đêm, mọi người trở về căn cứ. Đêm nay hiếm khi không cần huấn luyện, sau khi ăn uống no đủ, ai nấy đều trở về tắm rửa nghỉ ngơi. Hơn 9 giờ, Phong Lăng lại bị Nam Hành lôi như lôi mèo con ra khỏi chỗ ở, ra thẳng sân huấn luyện. Phong Lăng ăn cả hai suất cơm và bít tết, bụng no khó chịu, trước giờ nhóc vốn không thích biểu lộ cảm xúc của mình, nay lại bỗng nhiên bị sách đến đây, vẻ mặt thật sự rất khó coi. Lão đại, dạ dày tôi no quá nên rất khó chịu, không thể để tôi nằm một lát à. Trước cuộc nhóc còn chưa nói xong thì Nam Hành đã đẩy mạnh nhóc đến bên cạnh xà đơn bên kia, rồi lại thản nhiên túng lấy áo của nhóc, xốc nhóc lên xà đơn phong lăng không thể không nắm lấy xà đơn để lấy lại thăng bằng đồng thời nhìn anh một cách khó hiểu rõ ràng nhìn thấy dáng vẻ no bụng khó chịu của nhóc nhưng anh không những không đồng tình mà ngược lại còn ra vẻ ghét bỏ nói bụng no khó chịu không phải càng nên vận động để tăng cường tiêu hóa hay sao cậu muốn nằm trên giường để tích tụ đồ ăn trong bụng rồi sáng mai thức dậy tống hết ra à có nghiêm trọng đến vậy không từ nhỏ đến lớn phong lăng có thể ăn no đã tốt lắm rồi nào biết cái gì gọi là tích tụ đồ ăn trong bụng chứ. Nam Hành từ một tiếng, cho cậu cơ hội để tăng cường rèn luyện thể lực, cậu còn không cảm thấy cảm kích. Cảm kích. Đầu tiên là cố ý khiến cậu nhóc ăn no đến mức này, sau đó lại xách nhóc ra ngoài ném lên xà đơn để ép nhóc vận động tiêu hóa, cái kiểu cảm kích này ai muốn thì lấy mẹ nó đi, nhóc không muốn lấy. Nhưng Phong Lăng vẫn bị Nam Hành trong chừng bắt làm rèn luyện thể lực trên sân tập 3 tiếng liên tục cuối cùng khi đang chống đẩy hít đất đến lần thứ 97 thì nhóc thật sự không chống dậy được nữa, kiệt sức nằm rạp ra đất, cả người cứng đờ, không hề nhúc nhích. Nam Hành đi tới, đá vào đùi của nhóc, tiếp tục, còn thiếu ba cái nữa. Lão đại, đã ba tiếng rồi. Phong Lăng nằm rạp trên mặt đất bất động, nhắm mắt lại nói, hôm nay tôi nợ ba cái, lần sau tôi sẽ bù lại ba mươi cái. Nghe thấy lời này của nhóc, anh cúi đầu cười khẩy thành tiếng, nheo đôi mắt lạnh lùng nhìn nhóc, không phải cậu đã thề thốt sẽ ném tôi qua vai hay sao? Ba cái hít đất cuối cùng mà cũng không cố gắng được thì với chút bản lĩnh nhỏ nhoi kia, đừng nói là ném qua vai, sau này có thật sự đi ra ngoài làm nhiệm vụ, còn chưa gặp kẻ địch thì cậu đã bại trước thể lực của mình rồi. Phong lăng nhíu mày, cho dù giày da màu đen của anh đang dẫm trên lưng để thúc ép thì nhóc vẫn cắn chặt răng, từ từ khởi động cánh tay nâng cơ thể vốn đã kiệt sức lại thêm cả sức nặng trên lưng lên. Mồ hôi nhóc rơi từ trên trán xuống, cúi đầu xuống đếm, 98. Nam Hành lạnh nhạt nhìn, chân vẫn dẫm trên lưng nhóc. Đến khi con mè nhỏ này tạm thời không còn sức lực để duỗi móng vuốt đếm tới 100 nữa thì anh mới thu chân về, rồi xoay người hất cầm chỉ vào thiết bị luyện tập cơ bắp cách đó không xa, đứng dậy, căng duỗi tay chân nửa giờ. Lúc này phong lăng không còn kiệt quệ quỳ rạp trên mặt đất nữa. Nhóc chỉ nhìn thoáng qua những giọt mồ hôi từ trên trán mình rơi xuống đất rồi từ từ bò dậy lúc đầu nhóc còn lão đảo một chút, sau đó lại nhìn về phía người đàn ông lạnh lùng nghiêm nghị đang đứng trong đêm đen, lấy lại thăng bằng rồi đi qua. Đến trạng sáng, Phong Lăng mới mệt mỏi trở về căn phòng đơn của mình để nghỉ ngơi. Tuy nhiên khi đồng hồ báo thức luyện tập buổi sáng vừa vang lên một tiếng, nhóc liền mở mắt ra theo bản năng, cho dù cảm giác mình đã sắp kiệt sức đến nơi nhưng vẫn mạnh mẽ chống người dậy, thay bộ quần áo sạch sẽ rồi đi ra ngoài luyện tập buổi sáng. Sáng mai Nam Hành sẽ rời căn cứ 11 anh sắp đi xa suốt 2 năm, thậm chí có thể lâu hơn nữa, hình như anh cũng không ngủ cả đêm. Đêm qua có lẽ vì không ngủ được nên anh muốn tìm ai đó để giày vào một trận, với lại cũng chỉ có một mình Phong Lăng là bị anh ngứa mắt nên mới xui xẻo bị sách ra. Khi huấn luyện buổi sáng, Nam Hành ngồi bên cạnh buồn chán nghịch cái bật lửa màu bạc, nhìn về phía Phong Lăng trong đám người, rõ ràng nhóc không có sức nhưng vẫn cố nghiến răng kiên trì làm tốt mỗi một động tác. Lão đại Chuyện anh mang Phong Lăng đến đây huấn luyện một mình tối hôm qua đã bị mấy anh em đội 3 và đội 4 bắt gặp. Sáng sớm hôm nay bọn họ đều bàn tán không biết có phải anh thật sự có ý ấy với thằng nhóc Phong Lăng kia không đấy, Tiểu Hứa đứng bên cạnh nói một câu. Nam Hành lạnh lùng nhướng mày, "Ý gì?" Tức là bọn họ đều nói anh nuôi Phong Lăng lớn lên, sau đó lên giường với cậu ta, Tiểu Hứa sau khi cụ một tiếng, không nhịn nỗi lòng tò mò của mình mà nói ra cái bật lửa trong tay nam hành bỗng dừng lại ánh mắt như dao lạnh lùng liếc về phía khuôn mặt tiểu hứa lên giường với ai tiểu hứa vừa nhìn thấy vẻ mặt của lão đại nháy mắt cảm thấy lời đồng đại sai rồi trên cổ chỉ cảm thấy ớn lạnh không khỏi run rẩy cả người lập tức nổi hết da gà anh ta hắn giọng rồi nhỏ giọng nói thấy bảo là lão đại rất thích phong lăng muốn nuôi cậu ta lớn lên sau đó ăn luôn nam hành xoay chiếc bật lửa Ánh mắt không mặn không nhạt nhìn thoáng qua cậu thiếu niên tóc đen đứng trong hàng đầu của đám đông kia. Nuôi lớn, ăn luôn. Ha. Tiểu Hứa ở bên cạnh nhìn mà trong lòng run sợ, không biết lão đại bị lời này chọc giận hay là thế nào, chỉ biết biểu cảm của lão đại lúc này thật sự làm người ta khó hiểu, rất lạnh và rất có lực sát thương, lộ ra một chút cảm xúc nhưng người khác lại không thể nắm bắt. Chật, thật là đáng sợ. Buổi huấn luyện buổi sáng đã diễn ra được một nửa, dưới ánh nắng chói chang, môi phong lăng có vẻ nhợt nhạt hơn bình thường rất nhiều. Cặp mắt đen của cậu thiếu niên cũng có chút ảm đạm không tia sáng, nhưng các tư thế vẫn chuẩn xác và kịp thời. Hàng Kình cũng nhận ra thể lực của phong lăng đã gần cạn kiệt, nhưng nhóc vẫn tiếp tục cố gắng. Hôm nay trời nắng to, bắt đầu từ 8 giờ sáng đã nắng chói chang, nóng đến đau đầu. Nhưng huấn luyện buổi sáng có quy củ rõ ràng, Trừ khi thật sự bị bệnh đến mức ngã xuống không dậy nổi, nếu không thì cho dù là bò cũng phải đến sân huấn luyện, không được bỏ một ngày nào. Đêm qua, lão đại huấn luyện Phong Lăng hơi quá khắc nghiệt. Đừng nói là người mới, e là kể cả người cũ trong căn cứ cũng không chịu được cả một đêm. Lúc này Aka đi vào, trước mắt anh ta không thuộc đội 1 mà thuộc đội 2, nhưng chỉ sau một, 2 năm nữa, xét về hồ sơ năng lực thì chắc anh ta có thể được vào đội 1 để huấn luyện. Khi đi vào sân huấn luyện của đội 1, ánh mắt A ca liền nhìn về phía Phong Lăng, nhưng khoảng cách hơi xa, không thấy rõ biểu cảm và sắc mặt của Phong Lăng. Anh ta đảo mắt thấy lão đại ở bên cạnh nên đi thẳng qua đó, "Lão đại." Nam Hành tiện tay rút ra một điếu thuốc, kẹp giữa đôi môi mỏng. Anh nghiêng đầu châm lửa sau đó quét mắt nhìn A ca vừa mới đến gần một cái, "Điều tra được gì rồi?" A ca lắc đầu, "Tôi đến chỗ lần đầu tiên gặp được Phong Lăng để điều tra rồi." nơi đó bốn bề vắng lặng, cũng không có nhà dân nào ở, căn bản không thể tra ra lai lịch của cậu ta. Còn nữa, người của khách sạn hôm qua cũng nói lúc ấy Phong Lăng chỉ khai tên, không đề cập tới những chuyện khác, cho dù là vào khách sạn làm một tuần cũng không trình thẻ căn cước gì cả. Điều tra mà không có manh mối như vậy thì không thể nào tìm ra được thân thế cụ thể của cậu ta. Có rất ít người bị căn cứ 11 điều tra kỹ càng mà sơ yếu lý lịch vẫn hoàn toàn trống không, ngay cả một giới thiệu căn bản cũng không có trừ phi cậu ta thật sự là một thiếu niên lang thang khắp nơi không cha không mẹ cũng không có nhà cửa và nguồn gốc quê quán cô nhi viện mà lần trước chúng ta từng đi cậu đã điều tra chưa tôi đã điều tra nhưng mà không biết vì nguyên nhân gì mấy tháng trước viện trưởng lâm và mấy lãnh đạo khác của cô nhi viện đã bị điều tới washington tạm thời không liên lạc được những người còn lại thì hỏi ai cũng không biết hơn nữa tôi cảm thấy phong lăng có vẻ không giống người có xuất thân từ cô nhi viện dù sao những nơi đó có rất nhiều trẻ con phương pháp giáo dục rất bình thường với một người có tính cách bướng bỉnh nổi loạn như cậu ta thì không có khả năng từng sinh sống ở một nơi như vậy câu này nói cũng phải nhưng bóng người trong cô nhi viện và bóng dáng của phong lăng hết lần này đến lần khác trùng với nhau nam hành nghi ngờ bao nhiêu lần rồi lại loại bỏ hoài nghi bấy nhiêu lần anh phái AK và nhân viên điều tra trong căn cứ đi điều tra rõ lai lịch của Phong Lăng, không ngờ kết quả vẫn là tay trắng, không hề có vết tích gì về quá khứ của cậu ta. Đương nhiên Phong Lăng biết Nam Hành vẫn đang nghi ngờ mình, chỉ là anh không chắc chắn nên không thể tự ý làm gì nhóc. Quá khứ của nhóc quả thật không có gì để tra, một đứa trẻ mà sói nuôi lớn thì còn có thể có lai lịch gì chứ. Nhưng điều mà nhóc không chịu nổi nhất chính là điều tra giới tính của mình căn cứ 11 tuyệt đối sẽ không cho phép có phụ nữ ở đây. Mà nếu quả thật phải rời khỏi căn cứ 11, nhóc không biết còn có chỗ nào thích hợp cho mình sống nữa hay không? Cậu có chắc là trước khi cậu ta tiếp cận cậu, không có bất cứ kẻ nào ở cùng với cậu ta không? Nam Hành bỏ điếu thuốc trên môi xuống, những đống lửa nhỏ lập lòe giữa ngón tay, trong mắt ánh lên vẻ lạnh lẽo, cậu ta trong sạch đến mức cậu có thể hoàn toàn tin tưởng mà dẫn người ta về căn cứ à. Lão đại, Tuy rằng chúng ta làm việc không thể hoàn toàn dựa vào trực giác. Nhưng tôi thấy, thứ nhất, Phong Lăng vẫn còn nhỏ tuổi, thứ hai cậu ta thật sự rất đơn thuần. Trong thế giới của cậu ta chỉ có mấy thứ như ăn no mặc ấm, thích đánh nhau và chơi súng, chỉ cần cho cậu ta một nơi ở ổn định, cậu ta có thể trung thành hơn bất cứ kẻ nào. Hơn nữa anh cũng nhìn ra được rồi đấy, không phải ai cho cậu ta một miếng cơm là cậu ta cũng dễ dàng đi theo đâu. Trong xương cốt của cậu ta cũng có ngạo khí. Có lẽ trong mắt cậu ta, chỉ có nơi như căn cứ 11 này mới thích hợp để lưu lại. A kiên quyết bảo đảm. Bởi vì A tận mắt nhìn thấy bản lĩnh của phong lăng, cũng đã tiếp xúc với nhóc lâu như vậy nên anh ta rất chắc chắn phong lăng là người hoàn toàn không có bất cứ động cơ gì. Nam Hành không nói gì, vẫn cách làng khói trắng mịt mù mà nhìn về phía đội ngũ vẫn đang luyện tập cách đó không xa. Đúng lúc này, dãy thứ nhất bỗng nhiên có người ngã xuống, sau đó bốn phía đều phát ra một tiếng hô nhỏ, phong lăng. Phó sĩ quan huấn luyện hàng kình ở đằng trước nhìn thấy rất rõ, phong lăng vốn đang luyện tập thì mặt cắt không còn giọt máu, môi cũng trắng bật. Ngay lúc anh ta đang định tiếp tục động tác tập luyện kế tiếp, chỉ mới xoay người thì cậu thiếu niên từ trước đến nay luôn mang vẻ sáng lạng hồng hào lại rất nghiêm túc khi huấn luyện bỗng nhiên ngã xuống. May mắn là người phía sau cách nhóc không quá xa, đưa tay đỡ được nhóc, bằng không có khi cậu đã ngã thẳng xuống đất rồi nghe thấy bên kia có người hô lên một câu phong lăng bị mệt nên ngất xỉu à. Lại liếc thấy mọi người đang xôn xao, Nam Hành bỗng dụi điếu thuốc vào gạt tàn, đứng dậy rảo bước qua bên đó. Nam Hành bỗng dụi điếu thuốc vào gạt tàn, đứng dậy rảo bước qua bên đó. Khi nhìn thấy phong lăng được người ở hàng sau đỡ lấy, lệ Nam Hành hơi nheo mắt lại rồi ra tay kéo người sắp được ôm lấy về phía mình. Phong lăng mơ hồ nên không đứng vững, trước mặt là cảnh tượng tối đen, Nhóc chỉ thoáng nghe thấy có người đang nói chuyện, nhưng không thể mở mắt ra. Khi bị Nam Hành kéo ra như vậy, nhất thời đầu của nhóc va vào lồng ngực vững chắc của anh. Cảm nhận được trong không khí mát lạnh có mùi hương dễ chịu của khói thuốc sộc thẳng vào mũi, ấn đường của nhóc nhất thời trao lại, sau đó, cả người bị anh dùng một tay vác lên vai. Hành động vác như vậy suýt chút nữa khiến dạ dày của phong lăng không chịu nổi mà nôn ra ngoài. Nhưng nhóc không còn hơi sức nữa, sức lực cạn kiệt đến đổi ngón tay cũng không thể nhúc nhích được nhóc nhắm mắt lại hơi thở có vẻ nặng nề hơn rất nhiều thật sự rất khó chịu tiếp tục luyện tập đi tôi đưa cậu ta đến phòng y tế nam hành hoàn toàn không quan tâm đến ánh mắt của mọi người không nói không rằng đã vác phong lăng lên vai nhất thời chặn những lời quan tâm trong miệng mọi người lại phong lăng vẫn muốn giữ lại một chút sự tôn nghiêm cho mình nhưng sau khi bị vác lên như vậy nhóc thật sự không còn cách nào khác khi đưa người đi, ánh mắt nam hành lạnh băng, ngay cả hàng kình cũng có thể cảm nhận được thái độ nghiêm túc của lão đại. Anh ta không dám mở miệng hỏi gì, bèn gọi tiểu hứa đang ngẩn ra ở bên cạnh đi theo, mau đi giúp đỡ, xem bác sĩ có ở phòng y tế không, nếu không có thì mau gọi về. Tiểu hứa gật đầu rồi vội vàng xoay người chạy đến phòng y tế trước. Khi Nam Hành rời khỏi trại huấn luyện của đội 1, Phong Lăng vẫn còn mê man không mở mắt ra được nhóc chỉ có thể cố gắng khàn giọng theo thào nói, thả tôi, xuống đi. Đoán được phong lăng cảm thấy khó chịu vì bị bả vai thúc vào nên nam hành thả nhóc xuống. Thấy nhóc loạn choạng không thể đứng vững, đôi môi thì trắng bệnh không hề có chút máu nào, gương mặt tiều tụy hốc hác còn trắng hơn cả phụ nữ, anh lại thuận tay bế ngang nhóc lên, âm thanh thoát ra khỏi miệng dường như còn buốt hơn cái ao lạnh lẽo trong đêm giá rét. Trèn luyện thể lực cả đêm rồi thêm hai tiếng luyện tập vào sáng sớm mà đã ngã quỵ thì chỉ là đồ bỏ đi phong lăng cố gắng hết sức cuối cùng cũng mở được mắt ra nhóc nhìn gương mặt lạnh đến không hề có độ ấm của người đàn ông đang bế mình đi về hướng phòng y tế rồi mở miệng nói thả tôi xuống đi tôi có thể tự mình đi được âm thanh rất yếu ớt nhưng có thể thấy được sự kiên quyết của nhóc tiểu hứa đi ở phía trước nghe thấy câu nói của phong lăng trong lòng không khỏi cầu nguyện cho nhóc tiểu tổ tông ơi cậu đừng có chết nhé sắc mặt của lão đại đã sắp kết thành băng rồi có thể bế thằng nhóc như cậu đã coi như là lão đại nhân từ khó thể tưởng tượng nổi rồi đấy, cậu còn dám tìm đường chết. Chẳng lẽ cậu thật sự muốn lão đại coi mình là đồ bỏ đi rồi đá khỏi căn cứ 11 mới cảm thấy vừa lòng sao? Không nơi nương tựa cũng không có bất kỳ giấy tờ tùy thân nào, cho dù muốn đi làm lao động trẻ em cũng không có ai muốn thuê đâu. Cậu mới 13 tuổi, đi đâu sống được chứ? Phải biết lão đại của bọn họ trước giờ không bao giờ giữ chỗ cho những kẻ vô dụng một khi lão đại đã tuyệt tình thì không ai có thể ngăn cản lại được. Phong Lăng cũng chỉ nói một câu, chắc là bởi vì nhóc cảm thấy nam hành khá cao, nếu như anh thật sự ném nhóc xuống vào lúc này, cho dù không ngã chết thì nhóc cũng sẽ bị tàn phế, cho nên nhóc chỉ có thể dùng gương mặt đề phòng mà nhìn anh chầm chầm. Thấy anh không vứt mình xuống, có vẻ nhóc cũng lười phí lời. Lúc này nhóc đã biết ngoan ngoãn hơn, cố gắng kiềm chế lòng tự tôn của mình, không dám nói thêm câu nào nữa. Hơi thở ấm áp của người thiếu niên phả vào lồng ngực của anh. Dù ngăn cách bởi bộ trang phục chiến đấu màu đen, nhưng anh cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ hơi thở của nhóc. Nam Hành mang vẻ mặt không cảm xúc mà suy nghĩ, chắc là bởi vì tên nhóc này nhìn có vẻ tội nghiệp, giọng nói mở miệng vang sinh vừa khàn khàn vừa yếu ớt như con gái. Người ngoài không biết còn tưởng nhóc ta đang làm nũng, Nam Hành thật sự không muốn tính toán với một người bệnh mấu chốt là bệnh nhân này bị ngã bệnh là vì buổi huấn luyện đột ngột tối qua của anh anh đưa nhóc ta đến phòng y tế bác sĩ trong phòng đều đã có mặt sau khi đưa phong lăng vào trong anh định lột đồ của nhóc ra để kiểm tra cho dù không lột ra thì cũng phải lật áo lên để khám bệnh như vậy mới có thể biết được rốt cuộc nhóc bị bệnh như thế nào sau khi nằm trên giường bệnh phong lăng liếc nhìn ra bên ngoài để chắc chắn nam hành và tiểu hứa không đi theo vào ngay vào lúc bác sĩ đang định lật áo nhóc lên thì nhóc liền vịn vào tay của bác sĩ đồng thời nhìn anh ta yếu ớt nói tôi không sao bởi vì tôi không chịu đựng được buổi huấn luyện tối qua sáng sớm mới về nghỉ ngơi được nửa tiếng còn chưa kịp ăn sáng thì đã phải tiếp tục luyện tập nên sức lực cạn kiệt mà thôi anh không cần kiểm tra cho tôi uống chút nước nằm nghỉ ngơi một lát là được rồi tiểu hứa nói cậu đột nhiên ngất đi bình thường trong căn cứ của chúng tôi cũng có rất nhiều chàng trai trẻ có sức khỏe tố chất tốt cho dù là thể lực của cậu không chịu nổi hay là bị cảm nắng, nếu như đã đến rồi thì kiểm tra một chút vẫn hơn, mau, cởi đồ ra. Bác sĩ liếc nhìn nhóc, làm bác sĩ ở căn cứ lâu như vậy rồi, đây là lần đầu tiên anh ta thấy cậu thiếu niên xinh đẹp như vậy. Nhưng không ngờ cậu ta không những có nước da mịn màng, mà khi cởi áo ra để kiểm tra còn tốn hơi như thế, nũng nịu y như con gái. Nhưng mà bác sĩ nào dám nói lung tung những lời như thế, dù sao anh ta cũng chỉ là bác sĩ của căn cứ những người ở đây không ai dễ giải cả bây giờ loại đàn ông nhỏ nhẹ dịu dàng như phụ nữ có rất nhiều con trai xinh đẹp trắng trẻo hơn cả con gái càng không ít hiện giờ nhóc này có lẽ là cực phẩm trong số các cậu thiếu niên trắng trẻo bác sĩ cũng chẳng lấy gì làm lạ huống chi cậu ta còn nhỏ như vậy sau này lớn lên không ai có thể đoán trước được mười mấy tuổi thì là thiếu niên điển trai nhưng hai mươi mấy tuổi lại trở thành thanh niên cao lớn thô lỗ kiểu người này có rất nhiều khi bác sĩ định đưa tay đến thì phong lan liền cố gắng sử dụng chút sức lực mới tích góp được để hất tay của anh ta ra nhóc ngồi dậy đồng thời hỗn hển khàn giọng nói có thể lấy cho tôi ly nước trước được không nhìn thấy đôi môi trắng bệt có chút khô khốc của nhóc anh ta đoán chắc là do cảm nắng bác sĩ thở dài xoay người đi rót nước đưa tới cho nhóc phong lăng nhận lấy cốc nước rồi nói tiếng cảm ơn sau khi uống được vài ngụm nhóc ngẩng đầu lên nói tôi đỡ hơn nhiều rồi uống cốc nước là khỏe rồi sao sao tôi lại không biết cốc nước này là liều thuốc thần vậy nhỉ bác sĩ tỏ vẻ nghi ngờ liếc nhìn sau đó đưa tay sờ lên trán nhóc từ nhỏ đến lớn phong lăng đều không quen bị người khác chạm vào người chắc là bởi vì lúc còn nhỏ sống với bầy sói nên nhóc đã sinh ra thái độ chán ghét nhạy cảm đối với bất kỳ sự động chạm nào. Nhóc cố gắng nhẫn nhịn bản năng của mình, cẩn thận ngồi trên giường bệnh nói, tôi thật sự không sao. Không sốt, xem ra chỉ là trạng thái tinh thần không được tốt. Tối hôm qua cậu huấn luyện khoảng bao lâu? Bác sĩ hỏi. 11 giờ tối bắt đầu, đến 5 giờ rưỡi sáng. Phong Lăng trả lời thành thật. Chẳng trách, với thân hình gầy yếu như cậu, chưa chắc đã chịu được các buổi huấn luyện một tiếng đồng hồ trong căn cứ, vậy mà cậu lại tiến hành huấn luyện lâu như vậy rõ ràng bác sĩ đã từ bỏ ý định kiểm tra cho nhóc anh ta để ống nghe y tế sang một bên nhưng mà tôi thấy trong căn cứ có rất nhiều chàng trai trẻ cũng chịu đựng từ năm này qua năm nọ như thế dù sao cậu cũng còn quá nhỏ vẫn còn nhiều năm để chịu khổ nữa đấy trên thực tế phong lăng biết lão đại huấn luyện nhóc như vậy cũng không phải cố tình nhắm vào nhóc chỉ là thể lực của nhóc không đạt tiêu chuẩn ít nhất bản chất nhóc vẫn là con gái có những việc và động tác đàn ông có thể làm được nhưng nhóc thật sự không cách nào làm được tuy nhiên có những chuyện vốn không phải một ngày có thể làm nên bây giờ nhóc không làm được không có nghĩa là một năm sau nhóc không làm được chỉ cần nhóc kiên trì mỗi ngày tin chắc rằng nhóc có thể khắc phục được điểm yếu về mặt thể lực này không sao đâu tôi chịu đựng được dù sao tôi vẫn còn trẻ một năm không được thì ba năm ba năm không được thì năm năm đợi đến khi tôi 20 tuổi, nhất định sẽ không giống như bây giờ. Khi bác sĩ bỏ tay ra, bản năng đề phòng của Phong Lăng cũng dần biến mất, cách nói chuyện cũng thả lỏng hơn rất nhiều. Đúng lúc này Lệ Nam Hành đi vào, nhìn thấy Phong Lăng mới ngất xỉu trước đó không bao lâu đang ngồi trên giường bệnh, vừa cầm ly nước vừa nói câu này. Mái tóc của người thiếu niên rất mềm mại. Thông qua cửa sổ, gió bên ngoài phòng y tế thổi vào trong, làn gió nhẹ nhàng mơn mang tráng nhóc, lướt rồi lại lướt cũng không biết nó đã lướt đến đâu nữa mà khiến cho lòng anh cảm thấy có chút rung động khó tả nam hành gạt bỏ cảm giác khó diễn tả trong lòng gương mặt lạnh lùng đi thẳng qua đó lão đại bác sĩ quay đầu lại nhìn thấy anh liền đứng thẳng người dậy cho dù anh ta không phải là thành viên huấn luyện trong căn cứ nhưng cũng đứng nghiêm theo bản năng không dám chậm trễ một giây nào nam hành lạnh nhạt từng một tiếng rồi đi vào bên trong trên người anh vẫn đang khoác áo ngoài của bộ trang phục chiến đấu, tóc mái ngắn màu đen rủ xuống theo hành động cúi đầu nhìn phong lăng. Chỉ là cách đứng của anh hiện lên sức hút của người đàn ông mạnh mẽ, giống như mảnh thú đang ngủ đông. Anh cứ nhìn chầm chầm cậu thiếu niên có sắc mặt trắng bệch với ánh mắt lạnh lùng. Phong Lan nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng này của anh, chợt nhớ đến quá trình lúc nãy mình bị người đàn ông này bế đi cả đoạn đường để đến phòng y tế, đôi chân bỗng bụng rủng đến kỳ lạ chắc là do tối hôm qua mệt mỏi quá à nhưng mà bây giờ phong lăng cũng không có tâm trạng để thưởng thức vẻ đẹp của lệ lão đại dù sao bây giờ áo của nhóc cũng sắp bị bác sĩ ép cởi ra nhóc không tiện để anh nghe thấy những chuyện liên quan đến cởi áo nếu như để anh biết được bản thân mình từ chối việc này đoán chắc anh sẽ lại nghi ngờ nhóc có điều hiện tại nhóc đang ngồi trên giường bệnh của phòng y tế đối diện với ánh mắt quan sát không hề có độ ấm của nam hành cảm thấy con đường lui khá mù mịt cậu ấy bị làm sao? Nam Hành cởi áo khoác ra, tiện tay vứt lên giường bệnh mà Phong Lăng đang ngồi rồi lạnh nhạt nói một câu. Câu nói này rõ ràng là đang hỏi bác sĩ. Tôi đã kiểm tra sơ qua, chỉ là trạng thái tinh thần của cậu ấy không tốt lắm, thể lực cạn kiệt. Sáng sớm chưa ăn, cơ thể vốn dĩ đã không chịu đựng được rồi mà còn đứng dưới trời nắng 2 tiếng đồng hồ, vượt quá giới hạn chịu đựng. Nhưng chỉ có cơ thể không có sức lực thôi, đầu óc và ý thức thì vẫn còn tỉnh táo lắm không có vấn đề gì khác nghỉ ngơi một ngày ăn vào là khỏe lại ngay thôi bác sĩ nói đơn giản vài câu dù sao căn cứ này đều là các chàng trai trẻ không ai ẻo lả cả không sao là không sao cũng không cần phải giải thích quá nhiều hơn nữa lệ lão đại chỉ là lão đại ở đây cũng không phải ba mẹ của bọn họ chắc chắn không cần bác sĩ phải trình bày quá dài dòng phong lăng nghe mấy lời của bác sĩ mà trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều nhóc tưởng rằng mọi chuyện đến đây đã có thể kết thúc nào ngờ vào lúc này nam hành lại đột nhiên vạch ống quần của nhóc lên phong lăng còn chưa kịp ngăn cản thì phần bắp chân trắng nõn miệng màng bỗng dưng lộ ra bao gồm vị trí bị sưng đỏ trên đầu gối do không may bị té tối qua khi huấn luyện thể lực phong lăng vội vàng đẩy tay của anh ra kéo ống quần đang bị vạch lên trở về vị trí ban đầu nhóc thấy anh hoàn toàn không để ý tới bắp chân trắng nõn miệng màng của nhóc cũng không hỏi gì thêm chỉ dặn dò với bác sĩ xử lý vết thương trên đầu gối của cậu ấy trước đi vết vết thương này bác sĩ nhìn vết thương trên chân phong lăng vết thương vừa nhìn đã biết do bị ngã chỉ là vết thương ngoài da trướng một ít máu hơi bầm tím một chút mà thôi vết thương này thường thấy trên người của các thành viên trong căn cứ dường như vốn không cần bôi thuốc hay làm gì cả vài ngày sau sẽ tự lành nhưng mà lệ lão đại lại yêu cầu anh ta bôi thuốc sao Bác sĩ nhìn chầm chầm về phía phong lăng trước, sau đó cố gắng giữ bình tĩnh, nói ra hai chữ, được rồi. Tiểu hứa đứng ở phía sau cảm giác hình tượng của lão đại trong lòng mình đã dần dần tiêu tan. Tối qua không phải lão đại còn hoàn toàn không nể mặt mà cố tình huấn luyện thằng nhóc này ư. Sao hôm nay lại đau lòng rồi? Đệt! Lão đại anh có phải quá là nói một đường làm một nẻo rồi không? Chật chật, Tiểu hứa lén lút nhìn phong lăng đang ngồi trên giường bệnh ngơ ngác như không biết mình đang bị đặt vào hoàn cảnh nào mà âm thầm đồng cảm với nhóc. Được lão đại ưu ái đương nhiên là chuyện tốt, nhưng mà muốn trách thì chỉ có thể trách phong lăng cậu sao lại không phải là con gái chứ. Nếu nếu nếu, nếu như để các ông già trong nhà họ lệ biết được thì e là họ sẽ lục tung cả căn cứ để tìm giết cậu bằng được mất. Vết thương nhỏ vậy đâu cần bôi thuốc, lão đại, tôi trở về nghỉ ngơi hai tiếng là được rồi. Phong Lăng khó khăn lắm mới đẩy được tay của Nam Hành ra, rồi lại để chân của mình ra xa hơn một chút. Tôi không hề có ý định mượn cớ bị bệnh mà lười biếng, chỉ cần cho tôi nghỉ ngơi hai tiếng là được. Nội dung tập luyện trong sáng nay, trưa nay tôi nhất định sẽ đuổi kịp. Nam Hành lạnh lùng liếc nhìn nhóc, tuy căn cứ 11 không thương xót kẻ yếu đuối, nhưng bình thường thể lực của con người sẽ có loại phản ứng yếu ớt sau khi bị vượt quá giới hạn. Nếu vượt quá giới hạn vài lần nữa, cậu sẽ phát hiện tiềm năng của mình dần dần được khai thác vô hạn sức chịu đựng cũng sẽ từ từ được mở rộng hôm nay cậu có thể nghỉ ngơi buổi chiều không cần quay lại tập luyện nếu như cậu thật sự muốn tập luyện tôi không ngại tối nay tiếp tục tập luyện với cậu cả đêm dù sao sáng mai xe của tôi mới đến phong lăng nhóc thà tập luyện lại nội dung của buổi sáng vào buổi chiều chứ không muốn lại nhận sự huấn luyện ma quỷ của anh thêm một lần nào nữa với tình trạng hiện giờ của nhóc nếu như còn tập luyện cả đêm e rằng sẽ chết ngay trên sân sau khi bác sĩ bôi thuốc cho phong lăng xong chợt nhận ra ánh mắt đầy nội dung phong phú của tiểu hứa anh ta tự giác đi ra khỏi phòng y tế để tôi bế cậu về hay là cậu tự có thể về được vẻ mặt nam hành lúc nói chuyện vẫn thờ ơ lạnh nhạt như cũ anh nhìn phong lăng kéo ống quần xuống che đi bắp chân trắng nõn không thể tưởng tượng được của nhóc vào lúc này phong lăng mới cảm nhận được thật ra lệ nam hành không chỉ bá đạo nguy hiểm mà mỗi giây mỗi phút đứng trước mặt anh đều là cảm giác tàn sát khốc liệt nhưng ít ra anh vẫn còn có chút tình người cuối cùng đương nhiên nhóc sẽ lựa chọn tự mình đi chỉ là mới đi được nửa đường thì eo nhóc đột nhiên bị siết lại nam hành đi phía sau nhìn thấy tốc độ chậm chạp như ốc sên của nhóc thì không chịu được mà bế nhóc lên phong lăng lão đại tôi có thể tự đi được để nhìn cậu từ từ lết về sau lãng phí thời gian. Nam Hành không hề nhìn nhóc mà cứ thế bế nhóc rảo bước đưa về nơi ở. Vốn dĩ thân thể nhóc không thoải mái lắm, lại thấy dáng vẻ của anh như thế này nên nhóc cũng không dám để lộ ra mình rất khó chịu, chỉ dè dặt nghiêm mặt lại. Sau khi trở về phòng, lúc anh vừa đặt nhóc lên giường, nhóc lập tức lăn thẳng vào bên trong. Nam Hành vẫn đang giữ tư thế cuối người ở cạnh giường, nhìn thấy nhóc tự mình lăn vào trong, ánh mắt xa sầm xuống. Sao vừa rồi trong lúc vô tình, anh lại có cảm giác dường như mình đang muốn sàm sỡ con gái vậy nhỉ thằng nhóc này nhạy cảm trốn vào trong là có ý gì cảm ơn lão đại chúc lão đại ngày mai lên đường an toàn phong lăng tự sát lưng vào tường mà nói nam hành nhìn về phía phong lăng đôi mắt sâu thẳm nhìn không ra cảm xúc gì quả thật cơ thể của phong lăng rất gầy yếu phong lăng vẫn dựa sát vào tường ngẩng đầu lên nhìn nghi ngờ phải chăng thái độ của mình quá bình tĩnh thờ ơ nên khiến lệ lão đại cảm thấy không thoải mái. Nghĩ vậy, nhóc liền mỉm cười với anh, bác sĩ nói tôi phải nghỉ ngơi thật tốt, bây giờ tôi có thể nghỉ ngơi được chưa? Nam Hành đang đứng cuối người xuống ở cạnh giường. Từ góc độ này anh có thể nhìn rõ được khuôn mặt trắng trẻo và có hơi vô tội của cậu thiếu niên. Thậm chí anh còn có thể nhìn thấy rõ ràng lông tơ vô cùng mảnh mai trên gò má nhóc. Nam Hành hít mắt nhìn, phong lăng, Rốt cuộc năm nay cậu bao nhiêu tuổi? Bao nhiêu tuổi? Phong Lan trầm ngâm, chắc là sắp tới ngày sinh nhật 14 tuổi rồi. Nhưng tôi cũng không biết cụ thể mình sinh ngày nào. Lúc trước, người từng nhận nuôi tôi đã quyết định xem tháng 9 hàng năm là ngày sinh nhật của tôi, để tôi có thể nhớ rõ tuổi tác của mình. Tính như vậy thì tháng sau tôi đã đủ 14 tuổi. Sao vậy lão đại? Tuổi còn nhỏ thì nhất định phải bị nghi ngờ hết lần này đến lần khác trong căn cứ sao? rõ ràng Phong Lăng không hiểu tại sao Nam Hành lại đột nhiên hỏi tuổi của mình làm gì. Vốn dĩ Nam Hành muốn nói, nhìn dáng vẻ của nhóc e là vẫn chưa được 13 tuổi, một tên nhóc sao có thể nhỏ con đến như vậy chứ, nhưng nào ngờ nhóc đã sắp 14 tuổi rồi. Nam Hành không hề nghĩ rằng Phong Lăng lại nhạy cảm với chuyện bị anh hỏi tuổi tác đến như vậy. Nhóc cứ tưởng rằng anh lại muốn tìm lý do đuổi nhóc ra khỏi căn cứ. Lão đại anh yên tâm mà đi đi. Tôi bảo đảm hai năm sau, thể lực và tất cả những điểm không đạt yêu cầu của tôi đều có thể vượt qua khảo sát cũng không cần lão đại anh phải lao tâm tổn sức vì tôi nữa phong lăng cố gắng dùng cách hòa nhã bình thản để ra lệnh đuổi khách nam hành cứ như không nghe thấy gì đột nhiên đưa tay lên nắm lấy bờ vai của phong lăng kéo nhóc từ trong góc tường ra ngoài phong lăng nơm nớp lo sợ muốn né tránh theo bản năng nhưng tay của anh đã nắm chặt lấy bờ vai của nhóc sau đó chuyển xuống cánh tay nhóc cuối cùng dừng lại ở bắp chân mà lúc nãy Phong Lăng vừa mới để lộ ra ngoài. Phong Lăng ngơ ngác, cố kìm nén sự manh động muốn đá văng anh ra, nhóc vốn không thích bị người khác động chạm vào người, vậy mà giờ dường như đã bị chạm tới giới hạn cuối cùng. Nhóc ngước đôi mắt đã trở nên lạnh lùng hơn rất nhiều lên nhìn anh, anh làm gì cái gì vậy? Nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng có phần sắc bén của cậu thiếu niên, Nam Hành lạnh lùng nói, cả người trên dưới không có tí thịt nào giọng nói có vẻ xen lẫn cảm giác ghét bỏ phong lăng sớm muộn gì tôi cũng luyện tập cho ra được cơ bắp chà nam hành lạnh nhạt cười ra tiếng anh nhìn nhóc với ánh mắt không mấy xem trọng sau đó xoay người rời khỏi thấy nam hành đi ra ngoài đóng cửa lại rồi phong lăng mới thở phào nhẹ nhõm lúc này nhóc mới cảm thấy cả người mềm nhũng nằm bẹp xuống giường không muốn nghĩ ngợi gì cả chỉ muốn đi ngủ nam hành nghĩ đến vết thương trên đầu gối của phong lăng mới vừa bôi thuốc anh quay người lại mở cửa ra định nhắc nhở nhóc thay cái quần rộng hơn một chút mất công lãng phí thuốc đã bôi kết quả khi anh đẩy cửa vào thì nhìn thấy dáng vẻ nhóc nằm bẹp trên giường ngủ thiếp đi từ lúc nào nam hành con mẹ nó thằng nhóc này sống quá thoải mái rồi như vậy mà cũng có thể ngủ được ngày mai ông đây sắp phải rời khỏi căn cứ rồi một chút cảm giác quyến luyến cũng không có sao mẹ nó mấy đứa nhóc ngày nay đứa nào cũng bạc tình bạc nghĩa như vậy à nhìn thấy cậu thiếu niên khi ngủ thì nằm im trông ngoan ngoãn nghe lời mềm mại y như con mèo trắng nam hành hít sâu ánh mắt nặng nề nhắm lại lồng ngực cũng phập phồng theo hơi thở sau đó đóng trầm cửa lại xoay người rời khỏi trước giờ phong lăng đều rất nhạy cảm từ lúc cửa mở ra nhóc đã tỉnh lại rồi nghe thấy âm thanh cánh cửa đóng lại thật mạnh nhóc mới mở mắt ra mơ hồ nhìn chằm chằm cánh cửa may mắn chưa bị sập xuống, lẩm bẩm trong miệng nói không thành tiếng, bệnh thần kinh. Sáng sớm hôm sau, vì đã được nghỉ ngơi cả một ngày trời nên hôm nay Phong Lan đi xuống căn tin của căn cứ với tinh thần vô cùng sảng khái. Nhóc dự định sẽ ăn một bữa sáng thật no nê. Nào ngờ hầu như các thành viên trong căn cứ đều tụ tập trong căn tin, bởi hiếm lắm mới thấy lệ lão đại tới căn tin được một lần chắc là anh tạm thời phải xa căn cứ này nên muốn giữ lại vài kỷ niệm cho nên hôm nay định cùng mọi người ăn bữa sáng tại đây sau khi đi vào nhìn thấy bóng dáng cao to đang ngồi ở chiếc bàn dài bên cạnh cửa sổ kia phong lăng chỉ liếc một cái không giống như các thành viên khác tiến tới chào hỏi xã giao cũng không nói lời nào tiếc nuối mà xoay người đi thẳng vào bên trong gọi đồ ăn sáng cho mình sau đó nhóc bưng một phần thức ăn đầy đặn ra ngồi cách chỗ của nam hành rất xa bắt đầu ăn hoàn toàn không quan tâm đến lão đại đang ngồi ở đó chờ nhóc đến chào hỏi. Lần này, ngay cả A ca cũng cảm thấy Phong Lăng thật sự quá đáng khi không biết giao tiếp như vậy. Lão đại sắp phải đi rồi, gặp nhau ở đây, về tình hay về lý cũng cần phải nói lời tạm biệt, dù sao hai năm nữa lão đại mới trở lại. Hơn nữa lão đại vẫn luôn là lão đại ở đây, cho dù không có mặt thì cũng có thể nắm bắt mọi thứ ở căn cứ từ xa, tuyệt đối không thể không tiếp đón Chu Đáo việc tiến lên chào tạm biệt nói vài câu để lại con đường lui cho mình là chuyện đương nhiên cần phải làm nhưng mà cái tên đầu gỗ phong lăng này lại không hề có chút động tĩnh gì còn ngồi đó chỉ biết ăn 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 lúc này người trong căn tin đều không muốn đi lấy cơm chỉ muốn tìm cơ hội đến gần tiếp cận nam hành lại nhìn phong lăng đang ngồi ở đó ăn sáng thằng nhóc này đang làm gì vậy coi thường địa vị của lệ lão đại sao bây giờ cả căn tin chỉ có phong lăng ngồi ở bên kia và lệ nam hành ngồi ở phía gần cửa sổ đang ăn sáng thằng nhóc này không biết suy nghĩ hay sao lão đại vốn đã ngứa mắt nhóc lắm rồi lần này đoán chắc càng muốn đá tên nhóc này ra khỏi căn cứ nam hành thật sự không ngờ phong lăng có thể vô tâm đến vậy tay anh cầm đổ hết thả lỏng rồi siết lại siết lại rồi lại thả lỏng ra cuối cùng anh chịu không nổi quăng đổ xuống đứng dậy đi thẳng ra ngoài khi ra đến cổng Xe của nhà họ Lệ đã sớm đợi sẵn ở bên ngoài. Không biết hôm nay cậu chủ Lệ cứ lề mề trong căn tin để đợi người nào. Nam hành bước lên xe, hoàn toàn không có ý định hạ cửa kính xuống để nhìn ra bên ngoài. "Lái xe." Hai chữ vô cùng lạnh lùng, không hề có nhiệt độ. Cả người tài xế run lên, anh ta không dám nói thêm gì nữa, ngay lập tức khởi động xe. Sau khi xe đã chạy ra khỏi căn cứ, tài xế liếc nhìn lệ nam hành đang ngồi ở ghế sau. Qua gương chiếu hậu, anh ta nhìn thấy sự tàn ác và lạnh lẽo khó có thể nói rõ hiện trên mặt anh. Một hồi lâu sau, anh ta mới thử dò hỏi một câu, cậu lệ, cậu khó chịu là vì phải trở về nhà họ lệ, hay là trong căn cứ có người nào dám nắc tội với cậu thế? Cậu đang giận ai vậy? Nam Hành hừ lạnh một tiếng, trông tôi giống như đang tức giận lắm hả? Tài xế? Có lẽ hơi giống lần này, Nam Hành không nói tiếp nữa. Anh chỉ thờ ơ nhìn con đường quốc lộ trải dài cùng với phong cảnh bên ngoài căn cứ lướt nhanh qua cửa sổ xe. Rốt cuộc anh đang tức cái gì? Tức giận với một thằng nhóc 13, 14 tuổi. Con mẹ nó nhóc đó còn là con trai nữa chứ. Hàng chân mày đẹp đẽ của Nam Hành nhướng lên, anh tìm nguyên nhân ngay từ gốc rễ ban đầu. Có lẽ là vì hiếm khi gặp được người mới có tiềm năng như vậy cho nên khó tránh khỏi việc anh chú ý tới nhóc đó nhiều hơn. Anh cầm điện thoại lên gọi cho hàng kinh. Sau khi điện thoại kết nối, anh bình thản nói, trong hai năm tôi không có mặt, cậu sẽ phụ trách tăng cường huấn luyện thể lực cho phong lăng. Hai năm sau, tôi muốn nhìn thấy một ứng cử viên được chọn làm tay súng bắn tỉa tầm xa có nền tảng vững vàng. Sau khi tắt điện thoại, hàng kinh bước vào căng tin của căn cứ. Vừa ngước mắt lên, anh ta đã nhìn thấy Phong Lăng đang ngồi yên tĩnh bên trong ăn bữa sáng. Trong vòng 2 năm, anh ta phải giúp Phong Lăng có được nền tảng vững vàng. Theo ý của lão đại thì hẳn là muốn gắn luôn vào người Phong Lăng một sợi dây cốt làm việc liên tục không ngừng nghỉ trong 24 tiếng đồng hồ đây mà. Yêu cầu này đúng là đang thử thách tính bền bỉ của Phong Lăng. Không biết thằng nhóc này có thể chống chọi nổi hay không nữa. Vào giờ phút này, Phong Lăng đang đấu tranh với quả trứng gà luộc trong khay cơm của nhóc. Nhóc đã gấp cả buổi rồi mà vẫn không thể gấp nó lên được. Quả trứng cứ trượt ra khỏi đôi đũa, cuối cùng, nhóc thản nhiên dùng một cái nĩa xiên xuống, cắn một cái hết hơn nửa quả trứng. Nhóc còn chưa biết được, trong hai năm tới, mình sẽ phải đối mặt với cuộc huấn luyện ma quỷ không hề đơn giản như thế nào, càng không biết rằng trước khi lệ lão đại đi, anh đã dặn dò bao nhiêu người phải gia tăng huấn luyện cho nhóc. Ngày thứ ba sau khi lệ nam hành rời khỏi căn cứ, hơn nửa đêm, Phong Lăng bị hàng kình kéo ra khỏi giường, nói là phải đi rèn luyện thể lực. Trong sân huấn luyện, Phong Lăng tập hít đất, còn hàng kình thì dùng một tay cầm điện thoại di động để chụp ảnh nhóc đang nghiêm túc rèn luyện ở khoảng cách gần rồi gửi cho lệ lão đại, như đang báo cáo nhiệm vụ vậy. Nam Hành đang ở trong phòng ngủ của biệt thự nhà họ Lệ, vừa mới tắm xong, một tay lau mái tóc ngắn, một tay cầm lấy chiếc điện thoại di động vừa mới sáng đèn ở trên giường anh trượt ngón tay để mở ra thì nhìn thấy tấm ảnh này trong hình phong lăng đang tập hít đất có lẽ vì vừa mới thức dậy cho nên nhóc không mặc đồng phục chiến đấu chính thức mà chỉ mặc một bộ quần áo ngủ rộng thùng thình qua tư thế hít đất lên xuống xương quai xanh của nhóc lộ ra khỏi bộ quần áo ngủ rộng rãi trên người ánh mắt nam hành ngừng lại một lát nhìn từ xương quai xanh xinh đẹp lại nhìn đến những sợi tóc bị mồ hôi thấm ướt đang rủ xuống hàng mi của người thiếu niên anh liền nhíu mày gửi lại cho hàn kình một tin nhắn bảo cậu ta lần sau mặc quần áo cho đàng hoàng rồi hãy đi huấn luyện hàn kình trả lời lại ba chữ tôi biết rồi nhưng mà trong lòng thì lại là trời đã tối muộn mà phong lăng cũng chỉ là tham gia một buổi huấn luyện ngoài giờ mà thôi ngay cả bản thân hàn kình cũng chỉ mặc một cái áo thun vào rồi ra ngay chẳng lẽ còn bắt phong lăng phải mặc đồng phục chiến đấu vào buổi tối luôn sao suy nghĩ một lúc hàn kình lại quyết định gửi một tin nhắn cho lão đại nếu phải mặc cả lúc huấn luyện tăng cường buổi tối và ban ngày thì e rằng Phong Lăng phải đổi đồng phục mỗi tháng một lần. Chất lượng quần áo có tốt đến mức nào cũng không thể chịu nổi khi được sử dụng 24 trên 24. Nam Hành không trả lời lại. Nhưng một tuần lễ sau đó, Hàng Kình bỗng nhiên nhận được một kiện hàng gửi đến. Khi mở ra xem, anh ta thấy bên trong là mấy bộ đồng phục chiến đấu màu đen được chế tạo đặc biệt, cùng chất lượng với những bộ mà ngày thường lệ lão đại vẫn mặc. Bình thường, chỉ có những thành viên đi làm nhiệm vụ mới được mặc loại quần áo này. Còn đồng phục mà người mới mặc khi tham gia huấn luyện hàng ngày ở căn cứ thì không giống. Mặc dù nhìn bề ngoài rất giống nhau nhưng bên trong lại được trang bị thêm một lớp bảo vệ khá đắt tiền. Giá thành của một bộ đồng phục chiến đấu này ước chừng phải hơn 10.000 đô. Hàng kình lấy ra kiểm tra, tổng cộng có 10 bộ. Mà kích cỡ của 10 bộ đồng phục chiến đấu này rất nhỏ, các thành viên khác trong căn cứ không thể nào mặc vừa dựa theo kích cỡ này thì chỉ có một mình phong lăng là có thể mặc được. Hàng kinh Lão đại à, tấm lòng tư mã chiêu của ngài có phải đã quá rõ ràng rồi không? Xin giải thích câu tấm lòng tư mã chiêu gám chỉ kẻ không trung thành, lắm mưu trước quỷ. Tư mã chiêu ở cuối đời Đông Hán, ông là kẻ chuyên quyền dự mưu cướp ngôi của nhà Tào ngụy về sau con trai ông là tư mã viêm cướp ngôi nhà Tào ngụy thống nhất tam quốc lập nên nhà tấn. Thằng nhóc phong lăng kia vẫn còn là một đứa bé đấy vừa nghĩ tới xu hướng giới tính của lão đại có lẽ thật sự có vấn đề, lại nhớ tới lúc đầu, mình còn từng tắm chung với lệ lão đại trong phòng tắm của căn cứ, nhớ đến cả chuyện mình còn nhặt xà phòng trước mặt anh nữa. Cả người hàng kình lập tức mất hết tự nhiên. Buổi tối, quản gia nhà họ lệ gõ cửa đi vào, thấy cậu lệ còn chưa ngủ, ông vốn định vào trò chuyện, kết quả lại thấy cậu lệ đang ngồi hút thuốc ngoài ban công. Tuy bình thường, cậu lệ rất hay hút thuốc, nhưng sau khi trở về nhà họ lệ thì chứng nghiện thuốc lá dường như nghiêm trọng hơn rất nhiều anh không thích trở về nhà họ lệ không thích bị mấy ông cụ nhà họ lệ nắm trong tay điều khiển tuy anh ghét nơi này nhưng vì là con trai trưởng đồng thời cũng là người thừa kế duy nhất của nên phải gánh vác những trách nhiệm kia anh không muốn về cũng phải về có điều mỗi lần cậu lệ trở về đều đi ngủ rất sớm nhưng không hiểu sao tối nay đã tới giờ này rồi mà cậu ấy vẫn còn ngồi hút thuốc ngoài ban công quản gia mở cửa sổ sát đất ra đi tới trong tay còn cầm một ly cà phê vốn ông muốn mượn lý do đưa cà phê tới nói chuyện với anh một lát nhưng vừa mới cúi đầu thì lại nhìn thấy cậu lệ nhà bọn họ còn cầm một chiếc điện thoại di động trong tay ông tò mò đi tới muốn nhìn thử xem đã muộn thế này rồi mà cậu lệ còn đang nói chuyện điện thoại với ai hoặc là rốt cuộc đang xem cái gì nếu không thì tại sao anh còn chưa đi ngủ nhưng ngay tại lúc ông mới vừa đi tới và chỉ kịp liếc sơ qua đó là tấm hình của một thiếu niên khá trẻ tuổi đang tập hít đất thì màn hình điện thoại di động đã đột ngột đen lại. Ông tới đây làm gì? Lệ Nam hành dập tắt điếu thuốc, nhận lấy ly cà phê rồi tiện tay đặt xuống bàn trà nhỏ ở ban công, ánh mắt lạnh lẽo. Quản gia chỉ khựng lại một chút, đoán rằng thiếu niên trong hình lúc nãy hẳn là một thành viên trong căn cứ 11. Trước kia, về việc tiếp nhận căn cứ 11 ông không cho rằng cậu lệ sẽ bằng lòng gánh vác loại trách nhiệm lớn này thậm chí lúc đầu mấy ông cụ thừa dịp anh vừa mới lớn thì đã đưa anh vào đó lúc ấy cậu lệ còn chống đối rất lâu cũng từng có một khoảng thời gian phản nghịch nhưng dần dần vì trách nhiệm mà anh mới chấp nhận chuyện này có điều anh vẫn một mực thờ ơ với mọi chuyện của căn cứ giao hết toàn bộ công việc lại cho cấp dưới hoặc những người khác của nhà họ lệ xử lý mấy năm gần đây ông lại phát hiện Cậu Lệ đã bắt đầu để ý đến căn cứ hơn một chút, nhưng chính ông cũng không nghĩ tới hiện giờ anh lại quan tâm đến nó như vậy. Hiếm khi được rời khỏi căn cứ 2 năm, vậy mà lúc ở nhà, anh còn thỉnh thoảng kiểm tra tình hình huấn luyện của các thành viên trong căn cứ, thậm chí tự mình kiểm tra cả hình lúc huấn luyện gửi tới. Quản gia trò chuyện vài câu về những chuyện xảy ra gần đây của nhà họ Lệ cùng với các quyết định của mấy ông cụ cho Nam Hành biết. Sau đó, ông liền xoay người bước nhanh ra ngoài dưới ánh mắt lạnh lẽo của lệ nam. Sau khi rời khỏi phòng nam hành, quản gia đi đến phòng của ông cụ để báo cáo, hiện giờ, cậu lệ càng ngày càng có trách nhiệm với căn cứ 11, không uổng phí tâm sức mà ngài đã bỏ ra. Phong lăng phát hiện mấy ngày gần đây trong lúc huấn luyện, những người xung quanh thỉnh thoảng hay liếc nhìn nhóc. Chuyện này bắt đầu từ khi hàng kình đưa mấy bộ quần áo mới này cho nhóc. Từ trước tới nay, nhóc chẳng bao giờ tìm hiểu về sự khác nhau giữa mấy bộ đồng phục chiến đấu này hơn nữa mỗi khi đứng cạnh nhau nhóc cũng không nhận ra có gì khác biệt cả cho nên rốt cuộc mấy người này cứ liếc nhìn người nhóc để làm cái gì mà đặc biệt là khi mấy người này nhìn nhóc trong ánh mắt bọn họ còn lấp lóe một loại ánh sáng vàng rực giống như rất quan tâm đến bộ quần áo mà nhóc đang mặc nhóc không hiểu cho nên sau khi buổi huấn luyện kết thúc liền đi hỏi hàn kình hàn kình lại chỉ trả lời một câu à có lẽ là do mấy bộ quần áo này là đồ mới, nhìn trông có vẻ mới hơn của bọn họ. Chỉ thế thôi sao? Không phải đồng phục chiến đấu được phát miễn phí à? Chỉ cần cũ, chắc là có thể nhận được một bộ mới rồi mà. Lúc trước, Phong Lăng cũng đã định đi nhận một bộ mới, nhưng bởi vì không có kích cỡ phù hợp cho nên nhóc phải đợi thêm vài ngày. Kết quả, Hàng Kình bỗng dưng đưa cho nhóc mấy bộ này nhóc còn tưởng rằng là do kích cỡ của nhóc nên căn cứ mới đặt may riêng cho mình. Hơn nữa, nhìn bề ngoài thì chúng cũng đâu có khác gì mấy bộ kia đâu. Cho đến khi AK lén lút nói cho nhóc biết rằng, bộ đồng phục chiến đấu trên người nhóc có cùng quy cách và chất lượng với đồng phục chiến đấu mà lệ lão đại vẫn hay mặc trong căn cứ. Bên trong quần áo còn có một lớp bảo vệ, dao súng thông thường cũng không thể dễ dàng đâm thủng. Quả thật là nếu nhìn sơ qua thì sẽ không thấy hai bộ đồ có gì khác nhau, nhưng những người thường tiếp xúc với lệ lão đại thì sẽ nhìn ra được. A ca còn nói bình thường chỉ có người ra ngoài làm nhiệm vụ mới được mặc loại quần áo này, còn người mới và sĩ quan huấn luyện đều không đủ tư cách mặc chúng. Lúc này, phong lăng không đi hỏi hàng kình nữa, bởi nhóc đã lờ mờ nhận ra với một phó sĩ quan huấn luyện như hàng kình thì anh ta không thể nào tự ý quyết định phát loại quần áo này cho nhóc được. hỏi nhiều cũng không có ích lợi gì dù sao khi nhóc mặc vào cũng không thấy có gì khác biệt ngoài ra nhóc còn phát hiện bộ quần áo này bền chắc hơn mấy bộ trước kia nhiều chí ít trong vòng nửa tháng huấn luyện liên tục bộ quần áo này cũng chưa có chỗ nào bị sờn hay rách cả chất lượng thật sự rất tốt đến tối phong lăng cầm chiếc điện thoại di động mới mà hàng kình mua giúp mình dĩ nhiên tiền mua điện thoại là tiền thưởng nhóc được nhận khi xếp hạng nhất trong mấy lần kiểm tra huấn luyện đặc biệt trước đó tổng cộng có khoảng hơn 30.000 đô. Nhóc lấy 3.000 đô nhờ hàng kình lúc nào ra khỏi căn cứ thì mua giúp mình một chiếc điện thoại, bởi vì nhóc và những thành viên mới gia nhập khác không thể tự tiện rời khỏi căn cứ. Nhóc vừa mân mê chiếc điện thoại vừa nhìn dãy số mà hàng kình đã thuận tay lưu lại trên đó. Không biết hàng kình nghĩ thế nào mà lại lưu số điện thoại của lệ nam hành vào danh bạ điện thoại của nhóc. Anh ta làm vậy là có ý gì? Có điều, sau khi suy nghĩ một lúc, Nhóc vẫn mở giao diện tin nhắn ra. Lúc trước, A ca cho nhóc chiếc điện thoại di động cũ kia, nhóc không biết dùng như thế nào, sau đó A ca đã dạy nhóc cách sử dụng. Mà bây giờ khi nhóc đã học xong, tin nhắn đầu tiên trong đời lại là gửi cho Lệ Nam Hành. "Phong Lăng, lão đại, mấy bộ đồng phục chiến đấu của tôi là do căn cứ may riêng theo kích cỡ của tôi hả? Chi phí may do căn cứ bỏ ra hay là bản thân anh tự trả tiền vậy? Tổng cộng bao nhiêu tiền, tôi trả lại cho anh?" nhóc tính toán, hiện giờ trong tay mình còn có hơn 20.000 đô, số tiền này ắt hẳn cũng đủ trả cho anh rồi. 5 phút sau, điện thoại di động báo có tin nhắn trả lời. Nam Hành Một dấu chấm hỏi rất cao ngạo và lạnh nhạt. Đọc những dòng tin nhắn mà nhóc gửi, hẳn là anh phải đoán được nhóc là ai rồi chứ, thế mà người kia lại gửi tới một dấu chấm hỏi. Nể mặc bộ quần áo này, hơn nữa, lệ lão đại cũng không đuổi nhóc ra khỏi căn cứ, còn giúp nhóc có cơ hội kiếm được tiền thưởng cho nên phong lăng hiếm khi nhẫn nhịn mà gửi lại một câu tôi là phong lăng lúc này gần như chỉ mất một giây đối phương đã trả lời lại vừa nhận được tiền thưởng xếp hạng của huấn luyện đặc biệt mà đã bắt đầu kiêu ngạo mua điện thoại di động mới à cút ra ngoài đi huấn luyện thể lực đi cậu còn dám để tôi biết được buổi tối không ngủ mà gửi tin nhắn khắp nơi tôi sẽ bảo hàng kình tạm thời tịch thu hết tất cả tiền thưởng của cậu đấy Phong lăng Lệ lão đại, anh là ma quỷ hả? Cả đời này, nhóc hiếm khi nói lời cảm ơn mà kết cục lại là thế này sao? Phong lăng quyết định không trả lời nữa, ném điện thoại di động lên giường, thay quần áo xong liền đi ra ngoài. Quả nhiên, nhóc vừa mở cửa đã thấy hàng kình đang đứng bên ngoài chờ mình. Đêm nào nhóc cũng phải huấn luyện theo quy định, chưa từng bỏ lỡ một buổi nào. Không cần đoán, nhóc cũng biết là người nào đã ra mệnh lệnh này trước khi đi nếu không thì tại sao hàng kình vốn đã mệt nhọc cả ngày mà tới buổi tối vẫn phải huấn luyện riêng cho nhóc nữa chứ phong lăng xoay cổ tay rồi nói đi thôi không phải hôm nay rèn luyện thể lực và kỹ thuật bắn súng sao hàng kình nhướng mày điện thoại di động dùng thế nào tạm được nhìn vẻ mặt của thiếu niên vẫn bình tĩnh lạnh nhạt như cũ hàng kình ung dung thản nhiên xoay người đi ra ngoài Vừa đi anh ta vừa nhớ tới lúc sáng, lệ lão đại còn cố ý gọi điện thoại tới, căn dặn anh phải mua một chiếc điện thoại dễ sử dụng cho Phong Lăng. Anh ta quay đầu nhìn Phong Lăng lần nữa, nét mặt này xem ra có vẻ không hề nhận ra điều gì. Chật chật, lão đại đúng là hao phí hết tâm tư mà. Nếu như để Phong Lăng biết được bây giờ nhóc chính là một miếng thịt béo bở đã bị lão đại để mắt tới, chắc nhóc sẽ trốn khỏi căn cứ 11 ngay trong đêm. Tại biệt thự nhà họ lệ, Nam Hành đợi mười mấy phút cũng không nhận được tin nhắn trả lời của Phong Lăng. Anh liếc nhìn điện thoại di động, lại nhìn hộp thư từ đến nãy giờ vẫn không có động tĩnh gì. Lại đợi một hồi, vẫn không có tin nhắn trả lời. Người đàn ông âm trầm nhìn chầm chầm vào điện thoại di động, ngón tay gõ mạnh lên màn hình, ấn từng số một lưu số điện thoại di động mới của Phong Lăng lại. Ban đầu, gia tộc lệ thị do mấy anh em nhà họ lệ đứng ra gây dựng nên. Trong suốt mấy chục năm, gia tộc nhà họ lệ đã có địa vị và sức ảnh hưởng không nhỏ tại mỹ mà từ trước đến nay quyền lực của nhà họ lệ luôn do đàn ông nắm giữ từ ông nội của lệ nam hành rồi đến mấy anh em ruột thịt cùng anh em chú bác họ lệ mà bốn ông cụ nhà họ lệ không phân biệt thứ tự cũng chẳng phân biệt bối phận ai nấy đều có uy danh nhất định ở quân khu trong biệt thự nhà họ lệ mấy ông cụ cũng không quản lý nhiều Bình thường họ chỉ uống trà rồi thảo luận đến chuyện hôn nhân đại sự của Lệ Nam Hành cùng với sự phát triển trong tương lai của căn cứ 11 và cả hướng đi sau này của nhà họ Lệ. Khoảng thời gian trước, mỗi khi họ nhắc tới chuyện kết thông gia là Lệ Nam Hành sẽ lạnh lùng nghiêm túc từ chối ngay lập tức. Mà mấy ông cụ cũng không sốt ruột, họ còn kể nhau nghe về sắc mặt vô cùng khó coi của Lệ Nam Hành lúc ấy, vừa cười vừa thảo luận bọn trẻ thời nay thường thích mẫu người nào, sau đó lại nhắc tới một vài chuyện cũ năm xưa gần đây nam hành không ở căn cứ không phải đã tạm phái a phong đi quản lý rồi sao bên a phong có tin tức gì không người mới của căn cứ hiện giờ có tài giỏi hơn các thành viên lão làng hồi chúng ta xây dựng căn cứ năm đó không người mới bây giờ không phải trải qua mấy chục năm chiến tranh không làm nhiệm vụ thực chiến một lần thì khó có thể hiểu được chém giết là gì không thể nói là không có người thành tài nhưng số lượng thật sự quá ít nghe a phong nói gần đây có một người mới khá trẻ tuổi hình như tên là Phong Lăng, thân thủ nhạy bén, ra chiêu nhanh nhạy đến nỗi khiến đối phương không thể nhìn rõ được, vô cùng có tiềm năng. Đúng rồi, tôi cũng có nghe nói về cậu nhóc Phong Lăng này. Đúng là còn rất nhỏ tuổi nhưng nghe nói lại là người xếp hạng nhất trong cuộc khảo hạch lần này. Tôi cũng đã xem video rồi, chỉ một chiêu mà đã hơn 4 năm chiêu của những người mới khác. Hơn nữa, kỹ năng bắn súng cũng vô cùng hoàn mỹ, nếu chú trọng đào tạo thì đó sẽ là một hạt giống tốt. Họ Phong. Người Hoa có họ Phong ở nước Mỹ này thật sự rất ít thấy, đúng là trùng hợp. Đúng là trùng hợp, ở trên đất Mỹ, họ Phong quả thật rất hiếm. Nhắc tới họ Phong, năm đó, đứa con gái thứ hai của nhà họ Phong bất hạnh chết sớm. Nếu như con bé còn sống thì chắc cũng xấp xỉ bằng cậu Phong Lăng này rồi, có lẽ là 13, 14 tuổi nhỉ. Hay da, thật đáng tiếc, lúc cô bé kia vừa mới đầy tháng, tôi còn tới nhà họ Phong nhìn nó còn bế nó nữa. Trong số những đứa bé mới đầy tháng, hiếm có đứa bé nào vừa xinh đẹp lại vừa khiến người ta yêu thích như vậy. Nhưng nào ai ngờ được số mệnh con bé lại gian truân như thế chứ. Lúc đó, nếu như ba mẹ đứa trẻ không ôm nó ra ngoài, không trượt tay làm rơi con xuống biển thì bây giờ chắc đứa bé kia phải cũng đã được 13, 14 tuổi rồi nhỉ. Lúc đó, người nhà họ Phong gần như không muốn sống nữa, lập tức nhảy xuống biển tìm con, suýt đã bỏ mạng theo con may mà cứu được người lớn nhưng không tài nào tìm được tung tích của đứa trẻ một đứa trẻ còn chưa biết đi mà đã qua đời dù con dâu nhà họ phong có khóc thảm thiết đến mức nào cũng không thể tìm lại được đứa bé một đứa trẻ nhỏ bé như vậy bị rơi xuống biển ngay cả thi thể cũng không thể tìm thấy được đã nhiều năm trôi qua con dâu nhà họ phong vẫn không chịu sinh thêm đứa nào vừa nhắc tới trẻ con là tinh thần lập tức suy sụp mấy ngày liền nhờ vậy mà đứa con gái lớn phong minh châu đứa con duy nhất nghiễm nhiên trở thành bảo bối của nhà họ phong nghe nói về sau cô gái này mới được đổi tên thành phong minh châu mang ý nghĩa tưởng nhớ về đứa con gái thứ hai cầu xin trời xanh thương xót trả lại viên minh châu này cho nhà bọn họ nhưng mười mấy năm đã trôi qua nếu như đứa bé kia có thể gặp được kỳ tích mà sống sót thì cũng không biết sẽ trưởng thành như thế nào thế nhưng trên thế gian này kỳ tích vốn không hề tồn tại biển rộng mênh mông một người lớn còn chưa chắc có thể sống sót được, huống chi là đứa trẻ chưa đầy một tuổi. Vừa nhắc tới nhà họ Phong, mấy ông cụ liền nói không ngừng miệng. Dẫu sao thì hai nhà họ Lệ và họ Phong đã qua lại với nhau mấy chục năm rồi. Nhà họ Phong còn là gia tộc có lịch sử trăm năm vượt biển tới New York, kinh doanh nổi trội, cũng có địa vị và sức ảnh hưởng rất lớn đến giới người Hoa tại nước Mỹ. Hiện giờ, Mấy ông cụ nhà họ lệ muốn hỏi cưới cô con gái lớn vừa mới tròn 18 tuổi của nhà họ Phong cho Nam Hành. Nhà họ Phong đã đồng ý khi Phong Minh Châu còn bé đã gặp lệ Nam Hành. Cô ta cũng có ấn rất tượng tốt về anh. Nghe nói cũng đã đem lòng ái mộ anh từ lâu. Nhưng lệ Nam Hành nhà họ lại không hề muốn tiếp nhận mối liên hôn này. Người nhà họ Phong được mời đến làm khách ở nhà họ lệ. Mà chuyện này có thể diễn ra là vì mấy ông cụ nhà họ lệ đang tìm cách để tác hợp cho hai người trẻ tuổi vừa mới thấy phong minh châu duyên dáng yêu kiều cùng người nhà đi vào cửa đồng thời cũng tươi cười ngọt ngào lại rất đúng mực lễ phép gọi họ là ông nội thì mấy ông cụ ngay lập tức cười đến mức da mặt đầy nếp nhăn cậu lệ người nhà họ phong đều đã tới rồi dù thế nào thì họ cũng là bạn bè mấy đời của nhà họ lệ chúng ta cậu vẫn nên đi xuống gặp mặt một lần nếu không thích cô phong thì cậu đừng nhắc tới chuyện kết thân cậu chỉ cần xem đây là một buổi gặp mặt bình thường với người nhà họ phong là được quản gia đang thuyết phục lệ nam hành ở trên lầu mặc dù lệ nam hành đã trở về nhà theo đúng ý của mấy ông cụ nhưng anh lại không muốn có bất kỳ liên quan gì với nhà họ phong cả cả ngày anh đều ở trong biệt thự giả là một cậu chủ lớn nhàn tản rảnh rỗi cùng lắm thì anh cũng chỉ bị mấy ông cụ vung gậy lên đuổi đánh khắp lầu trên lầu dưới của biệt thự mà thôi đối mặt với mấy ông cụ nhà họ lệ nam hành không thể không kính trọng nhưng cũng không thể mặc kệ để cho họ điều khiển mình chơi đùa với bọn họ, thuận tiện tỏ lòng hiếu thảo là được, nhưng nếu họ buộc anh phải cưới một người phụ nữ mà anh không vừa mắt thì anh thà ở trong căn cứ 11 sống đơn độc cả quãng đời còn lại còn hơn. Không gặp. Anh lạnh nhạt thốt ra một câu, cũng không nâng mắt lên. Nhìn dáng vẻ này có thể khẳng định anh không hề có chút hứng thú gì với người nhà họ phong cả. Quản gia không làm gì được, chỉ có thể tiếp tục khuyên thêm vài câu nữa, nhưng vẫn không nhận được nửa ánh mắt của anh. Hiển nhiên là dù ông nói gì thì Lệ Nam Hành cũng không hề muốn nghe. Hơn nữa, cậu Lệ đã lớn lên cùng với cây gậy của mấy ông cụ. Mấy ông cụ đã khó đối phó rồi, mà tâm tư của cậu Lệ lại vừa không khéo vừa khó đoán, cho nên nếu muốn đối phó được anh thì thật sự rất khó khăn. Nếu không phải bởi vì cậu Lệ còn có chút lòng hiếu thảo thì không ai có thể ra lệnh cho anh trở về nhà họ Lệ cả. Hiện giờ chỉ mới bảo anh xuống gặp người nhà họ Phong thôi cũng đã khó như vậy rồi, nếu bảo anh đồng ý cưới cô Phong làm vợ thì có lẽ lên trời còn dễ làm hơn. Quản gia không còn cách nào cho nên đành phải đi xuống mời cứu binh lên. Cửa mới vừa đóng lại thì hàng kình đã gọi đến, lão đại, tôi đã tạm tịch thu hết tiền thưởng mà Phong Lăng đang cầm rồi. Thằng nhóc hận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Hôm nay, lúc huấn luyện buổi sáng, trong cậu ta rất mất hứng, còn trừng tôi mấy lần liền. Nghe thấy hàng kình nói vậy, Nam Hành Lít nhìn vào thông báo nhắc nhở có tin nhắn mới vừa mới nhảy ra trên màn hình điện thoại. Là tin nhắn chuyển tiền. Hàng kình làm người cũng thật chính trực, tịch thu tiền thưởng của Phong Lăng xong liền gửi thẳng vào tài khoản của anh. Nhìn số tiền chỉ hơn 20.000 đô nhưng Phong Lăng lại xem nó như một khoản tiền thưởng kết xù. Không cần nghĩ cũng biết bảo tên nhóc kia nộp số tiền này ra, nhóc đã đau lòng biết nhường nào. Nghĩ đến sắc mặt vô cùng tức giận nhưng lại phải kiềm chế mà ngoan ngoãn nộp tiền của nhóc, Nam Hành lại liếc mắt nhìn nội dung tin nhắn, nụ cười bỗng thoáng qua bên khóe miệng, ngay cả anh cũng không hề nhận ra. Nam Hành mới vừa đặt điện thoại xuống thì cửa phòng đã thình lình bị đá văng. Ông cụ lệ xếp hàng anh cả cũng chính là ông nội ruột của Nam Hành, đang chống gậy bước nhanh vào. Thấy lệ Nam Hành bình thường oai phòng ở căn cứ 11, về đến nhà lại trốn trong phòng giả dạng cậu chủ lớn ăn không ngồi rồi, còn thường xuyên giả bộ mắt biết tai ngơ ông liền nện cây gậy về phía giường anh đang nằm nam hành không hề nâng mí mắt lên chỉ tùy ý dịch chân sang một bên cây gậy đập mạnh xuống giường nhưng lại không hề chạm tới đùi anh chút nào cháu có xuống hay không người nhà họ phong đều đã tới cả rồi hôm nay nếu cháu không xuống thì mặt mũi nhà họ lệ chúng ta biết đặt vào đâu đây hôn nhân với nhà họ phong đã được định ra mười mấy năm trước dù cháu có đồng ý hay không cũng vẫn phải cưới con gái nhà họ phong về nhà cho ông cháu thử nhìn minh châu mà xem từ nhỏ đã xinh đẹp có tài có đức vậy mà cháu còn không thích thì cháu thích dạng người như thế nào chẳng lẽ chỉ có tiên dáng trần mới có thể lọt vào mắt lệ nam hành cháu thôi sao nam hành cầm cây gậy của ông cụ lên dùng một tay ném nó trở về ông cụ lập tức đỡ được nhưng vẫn nhìn anh bằng sắc mặt khó coi nam hành mở miệng giọng nói lười nhác truyền vào tai ông cụ, không phải nhà họ Phong có tới hai cô con gái sao? Ước định ban đầu của hai nhà có nói rõ cháu phải cưới người nào không? Chúng ta phải tuân theo ước định, mà cháu lại thật sự không muốn cưới, cho nên cháu đã tìm ra một cách khiến hai bên đều hài lòng. Cả con gái thứ hai nhà họ cho cháu không phải là được rồi sao? Cháu nói cái rắm gì thế? Trong nháy mắt, sắc mặt ông cụ lệ đã tái mét, con gái thứ hai của nhà Phong chưa tới một tuổi đã chết rồi. Chẳng lẽ cháu muốn cưới quần áo và di vật con gái người ta về? Cưới một người chết thì yên tĩnh hơn cưới một kẻ phiền phức luôn dây dưa bên người nhiều. Cháu? Lệ Nam Hành không nhìn ông cụ nữa, sắc mặt đã lạnh xuống. Anh không hề có ý định nhượng bộ, nếu con gái thứ hai của họ còn sống thì năm nay vẫn chưa đủ tuổi để kết hôn. Nếu thật sự muốn tính chuyện cưới gả thì cháu không ngại phải đợi thêm 4, 5 năm nữa để cưới quần áo di vật của cô ta về đâu? vừa hoàn thành được ước định của hai nhà, cũng vừa giúp cháu được yên tĩnh. Nét mặt ông cụ lệ liên tục biến đổi từ xanh đến trắng. Ông cụ tức giận đến mức tay nắm chặt gậy ba tông. Như thể nếu lệ nam hành nói thêm một câu nữa thì ông cụ sẽ vung gậy lên đập chết anh luôn vậy. Cưới quần áo và di vật về. Nó còn dám nói như vậy. Láo tuyết. Con bé phong minh châu kia đã đến dưới nhà rồi kia kìa cho dù bây giờ cháu không có ý định kết hôn thì vẫn cứ phải đi gặp một lần không gặp không nói chuyện không cưới đây câu trả lời cuối cùng của nam hành về hôn ước với nhà họ phong chỉ cần anh đã quyết định thì đến cả ông cụ lệ cũng không thể thay đổi nghe mấy chữ ngắn gọn lại vô cùng cao ngạo lạnh lùng của anh ông cụ lệ cũng biết anh thật sự không bao giờ cưới con gái lớn nhà họ phong nhưng hôn ước với nhà họ phong lại là việc cấp bách Hiện tại quyền lực nhà họ Phong ở Mỹ đã vương tầm đến giới chính trị, trong khi đó gia tộc đối thủ một mất một còn với nhà họ Lệ thì vẫn đang dòng ngó quyền lực của nhà họ Phong. Nhà họ Phong bắt tay với gia tộc quyền thế nào thì cũng tạo nên nguy cơ. Hiện giờ tuy nhà họ Lệ vẫn như mặt trời ban trưa, nhưng nếu nhà họ Phong có hôn ước với đối thủ một mất một còn của bọn họ thì khó mà nói trước mọi chuyện được. Cháu chắc chắn không cưới Phong Minh Châu. Ông cụ Lệ lạnh lùng nheo mắt lại, nghiêm túc nhìn anh. Lệ Nam Hành lãnh đạm nói, không cưới. Thằng nhóc này được lắm. Có giỏi thì nhớ kỹ lời cháu vừa nói cho ông. Chúng ta nhất định phải có được hôn ước với nhà họ Phong, cho dù cháu có phải cưới một bộ quần áo và di vật thì cũng phải cưới một đứa con gái nhà họ Phong về đây. Ông cụ lệ bực bội, chống gậy xoay người đi thẳng ra ngoài, sập cửa rất mạnh. Nam Hành cũng không thèm để ý, ngáp một cái, cứ ngang nhiên nằm lì trên giường anh lại cầm di động lên đọc tin nhắn chuyển khoản mà ngân hàng gửi về. Anh cong khóe môi, thở dài mỉm cười một tiếng, ném điện thoại di động sang một bên. Thời gian như nước chảy qua cầu, một năm rưỡi trôi qua. Cuộc sống trong căn cứ 11 vẫn tiếp diễn. Trong hai năm này, phong lăng lại cao thêm ít nhất 7, 8 cm. Mặc dù giữa một đám đàn ông trong căn cứ, nhóc vẫn có vẻ quá thấp bé, nhưng một cô gái 15 tuổi đã cao đến 1m65 thì thật sự không lùng. Huống hồ cô còn có ít nhất 2, 3 năm dậy thì nửa để lớn. Sáng sớm, Phong lăng nghe thấy âm thanh tín hiệu luyện tập buổi sáng. Cô đứng dậy thay quần áo, đang chuẩn bị đi tập luyện thì sực nhớ đến nhiệm vụ mà hàng kình giao cho mình và AK. Ngay hôm nay, cô và AK phải rời căn cứ đi phá bom mình ở rừng cây nào đó tại Los Angeles. Phong lăng suy nghĩ, vẫn thức dậy như ngày thường aka đã tới đây từ rất sớm gõ cánh cửa phòng cô khi anh ta đi vào phong lăng đã mặc xong quần áo tinh thần của cô phấn chấn dù bị huấn luyện khắc nghiệt trong vòng một năm rưỡi nhưng làn da cũng vẫn trắng nõn lạ thường không biết hai năm tập luyện ngoài trời nóng rẫy có phải phong lăng đã dùng loại kem chống nắng cực mạnh nào đó hay không nếu không thì tại sao một thời gian dài như vậy rồi mà đến bây giờ da của cô vẫn không hề có dấu hiệu đen đi vì cháy nắng hơn nữa so với lúc vừa đến ngoài việc cao lên một ít thể lực cũng mạnh hơn thì dường như phong lăng quả thật không thay đổi gì quá nhiều nếu thật sự muốn nhắc đến thay đổi có lẽ dung mạo của phong lăng đã ưa nhìn hơn một năm rưỡi trước kia đúng là nam hay nữ trong độ tuổi dậy thì phát triển thì dung mạo cũng càng ngày càng đẹp ra phong lăng hơn một năm nay cậu luôn một mình một phòng tôi thật sự nghi ngờ có phải cậu giấu kem chống nắng thần kỳ gì hay không đó sau khi vào cửa, AK bắt đầu lục lọi tìm kiếm xung quanh không nể nang gì. Anh ta mở ngăn kéo rồi lại lục ngăn tủ, tìm một hồi lâu mà cuối cùng vẫn không tìm thấy bất cứ thứ gì kiểu như kem dưỡng da này nọ. Trong căn cứ bọn họ có vài anh em nhạy cảm với tia UV, trong phòng cũng có ít nhất vài hộp kem dưỡng cho nam. Lúc nào da dẻ phong lăng cũng trắng trẻo nõn nà, tất cả mọi người đều tưởng cô còn trẻ tuổi nên cẩn thận chăm sóc nhưng không ngờ ngay cả một lọ kem dưỡng ẩm mà cô cũng không có phong lăng thấy a ca sắp lục đến trương dự phòng dưới giường có cất băng vệ sinh mà cô lén ra ngoài mua về hàng tháng cái gì cô cũng có thể giả trang thành đàn ông chỉ duy mấy ngày đặc thù từng tháng là cô đành bó tay thấy tay a ca đã sắp đụng tới trương phong lăng tung một cú đá thẳng vào chân trước của anh ta a ca lảo đảo một cái rồi bổ nhào xuống giường sau đó lại lập tức nhảy dựng lên trời ạ à, Tốc độ tung cước của cậu bây giờ đã nhanh như vậy cơ à, không ngờ tôi lại không hề chú ý tới. Phong Lăng vừa đội mũ lưỡi trai màu đen bắt buộc mỗi khi làm nhiệm vụ, vừa vươn tay vỗ nhẹ hai má AK, anh nghĩ rằng nguyên nhân tôi có thể vào căn cứ 11 là gì chứ? Lúc trước tôi chưa được huấn luyện bài bản, đơn giản chỉ dựa vào chút tốc độ ấy mới lọc được vào mắt lão đại. Bây giờ đã huấn luyện lâu như vậy rồi, nếu tôi vẫn là tôi của trước kia thì chẳng phải huấn luyện bằng thừa rồi hay sao? lúc bị vỗ mặt nét mặt của a ca ngẩn ra tay phong lăng mềm hơn tay anh ta mềm mại lại mảnh dẻ thật sự dễ dàng khiến người ta sinh ra ảo giác nào đó quan trọng hơn là khi nhìn gần thằng nhóc phong lăng này thật sự rất đẹp trai dung mạo khó phân biệt nam nữ lại thêm nụ cười luôn lạnh lùng như không khiến người ta không đoán được suy nghĩ thật sự của mình hơn nửa ngày thường mọi người đi với nhau chủ yếu đều là làm nhiệm vụ hoặc huấn luyện không lúc nào không có những động tác huấn luyện thể lực mạnh mẽ gần như bạo lực. Đột nhiên anh ta lại bị vỗ mặt dịu dàng như đang đùa giỡn như thế. AK hít sâu hai cái, nhất thời quên vừa mình đã lục lọi đến đâu, chợt nhanh chóng lui về phía sau. Không được. Sau này anh ta nhất định phải giữ khoảng cách với phong lăng mới được. Mẹ nó chứ, không giữ khoảng cách là không xong. Vừa rồi anh ta mới chỉ bị vỗ mặt một cái, lại ngửi thấy mùi sữa tắm thoang thoảng rất gần trên người phong lăng sau khi tắm buổi sáng thế mà mẹ nó chứ cái mùi anh ta ngửi được từ người đàn ông khác lại khiến anh ta có cảm giác đáng xấu hổ khi bụng dưới có chút dân trào mãnh liệt không lẽ đàn ông trong căn cứ này quá nhiều xu hướng giới tính của anh ta đã không bình thường nữa rồi không được không được không được về sau rời khỏi căn cứ anh ta muốn ngủ với phụ nữ và sinh con sống trên đỉnh cao như một người đàn ông tuyệt đối không thể bị phong lăng bẻ công như thế được. Rừng cây cần đi phá bom mình không xa căn cứ 11. Đây là nhiệm vụ thứ ba mà phong lăng nhận được trong gần 2 năm ở căn cứ 11. Hai nhiệm vụ trước cũng rất đơn giản, đều chỉ hỗ trợ cảnh sát Los Angeles bắt tội phạm. Bây giờ căn cứ phái riêng Phong Lăng và AK đến, một là bởi vì Phong Lăng có cảm giác phương hướng trong rừng cây rất tốt, hơn nữa nhóc cũng cần rèn luyện. Hai là AK rất giỏi dùng khoa học công nghệ kỹ thuật tìm đồ vật nguy hiểm, tiện cho việc tìm kiếm mình bị chôn dưới đất. Hai người cũng không phải mới hợp tác lần đầu, căn cứ rất yên tâm về họ. Sau khi tới khu vực làm nhiệm vụ, hai người chỉ dùng nửa ngày đã dò và phá được toàn bộ số mình bị chôn dưới đất trong khu vực. AK cất bom mình đã bị vô hiệu hóa cất vào túi chuyên phòng cháy, vừa mới xách túi lên lưng thì di động trong túi áo phong lăng đã rung lên. Là lão đại gửi tin nhắn tới, chỉ có bốn chữ ngắn ngửi phá bỏ thành công tuy hơn một năm nay lão đại không ở căn cứ nhưng nhiệm vụ lớn nhỏ nào của căn cứ cũng đều có người báo cáo với anh dù là chuyện lớn hay nhỏ nhất định anh đều biết cả phong lăng chỉ nhìn bốn chữ kia vì mới hoàn thành nhiệm vụ sớm hơn rất nhiều so với kế hoạch dự kiến nên tâm trạng nhóc không tồi nhóc nâng mắt lên liếc nhìn ak một cái để anh ta vạch túi chống cháy ra rồi chụp bức ảnh AK cầm túi chống cháy trong tay và gửi thẳng cho Nam Hành, coi đó là câu trả lời hoàn hảo sau khi nhiệm vụ thành công. Tòa nhà Lệ Thị, ngoài việc là vỏ bọc kinh doanh cho một căn cứ quân sự của nhà họ Lệ thì Lệ Thị cũng là một trong những doanh nghiệp Hoa Kiều kiệt xuất trong giới kinh doanh toàn cầu. Người đàn ông đứng trước cửa sổ sát đất trong văn phòng rộng lớn của tòa nhà Lệ Thị đang nhìn ảnh chụp được gửi vào di động, ngón tay dừng lại trên màn hình. Trong ảnh chụp là nụ cười rất rạng rỡ trên khuôn mặt nhem nhuốc của AK, chiếc túi chống cháy trong tay AK là tất cả các loại bom mình sau khi bị dỡ bỏ thành công. Sắc mặt vốn lãnh đạm của anh lập tức xa sầm. Hơn một năm qua, Phong Lăng đã nhận ba nhiệm vụ, AK đều đi chung. Bây giờ không ngờ ngay cả hành động độc lập này căn cứ cũng phái AK đi cùng. Nhìn khuôn mặt cười toe toét trong bức ảnh, dường như tin nhắn trả lời của Nam Hành cũng lạnh như băng, thứ tôi cần là kết quả dỡ bỏ thành công hay không chứ không phải là ảnh chụp đây là cách cậu báo cáo nhiệm vụ sao ai dạy cậu phong lăng đọc tin nhắn của lão đại không cảm thấy mình sai chỗ nào bèn bật thẳng lại tôi cho rằng lão đại xem ảnh là có thể hiểu được chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ chỉ trong một nửa thời gian quy định chứ không chỉ đơn giản là hoàn thành nhiệm vụ đạt tiêu chuẩn đạt tiêu chuẩn nếu lúc Phong Lăng mới vào căn cứ đã không đạt tiêu chuẩn thì anh sẽ không đồng ý giữ cô ở lại. Hoàn thành nhiệm vụ trong một nửa thời gian quy định, kiêu ngạo vậy sao? Hay là vì cùng thằng nhóc AK này hoàn thành nhiệm vụ nên rất vui vẻ? Nam Hành nắm chặt điện thoại trong tay, cặp mắt lóe lên tia lạnh lùng khó chịu. Cư ký phía sau đi vào thấy biểu cảm của cậu Lệ, lời nói vừa lên tới bên miệng đã lập tức thu lại. Cậu Lệ bị ép quay về phụ trách tập đoàn Lệ Thị, hơn một năm nay tất cả mọi người đều biết tính tình của cậu lệ rất khó chịu người bình thường gần như không có cả bản lĩnh bình an vào văn phòng của anh gần đây thư ký vất vả lắm mới thăm dò được tính tình của cậu lệ công việc cũng suôn sẻ hơn chút nhưng hôm nay sao ánh mắt của cậu lệ thư ký run rẩy đặt tài liệu đang cầm trên tay xuống bàn làm việc sau khi trình bày đơn giản rành mạch về nội dung cuộc họp buổi chiều liền nhanh chóng rời đi không dám nán lại thêm một giây lệ nam hành đặt điện thoại di động xuống xoay người quay trở lại trước bàn làm việc cầm lấy tài liệu trên bàn nhìn vài lần rồi lại xem đồng hồ nửa giờ sau trước khi định đi đến phòng họp nam hành bấm điện thoại gọi điện thoại cho hàng kình căn cứ cần quy định lại việc chọn người đi làm nhiệm vụ sau này không được chia nhóm làm nhiệm vụ cùng nhau trùng lập quá ba lần mỗi một thành viên đều cần phối hợp với nhau cùng nhau tôi luyện lúc cần thay đổi người thì phải thay đổi người hả Hàn kình không hiểu được tại sao đột nhiên lão đại lại xử sự như vậy, nhưng nghe giọng như mang theo băng vụn thì vội đáp, à, vâng, tôi sẽ nói rõ với bọn họ. Đã hai năm rưỡi kể từ khi Nam Hành rời khỏi căn cứ 11. Lúc trước, ông cụ lệ đã hứa hẹn chỉ gọi anh về hai năm nhưng lại kéo dài đến giờ, trì hoãn đến nửa năm. Ông cụ lệ kêu ốm kêu bệnh, mặc kệ chuyện lớn chuyện nhỏ trong công ty và căn cứ, gần như giao toàn bộ vào tay Nam Hành cả hai bên đều bận biểu túi bụi, cuối cùng tính tình của Nam Hành ngày càng lạnh lùng, tất cả người trên kẻ dưới trong công ty đều cảm thấy thấp thỏm. Trong phòng họp, cuộc họp bàn về công việc kinh doanh từ đầu đến cuối luôn bị không khí lạnh thấu xương bao phủ. Người của bộ phận tài vụ nơm nớp lo sợ báo cáo tỷ suất lãi năm nay, chỉ sợ cậu lệ không hài lòng một cái thì ánh mắt thâm thúy rét lạnh giống như băng tuyết kia sẽ chỉ sang mình. Cậu lệ, số liệu chi tiết và tỷ suất lợi nhuận năm nay là như vậy, cao hơn so với năm ngoái nhân viên của bộ phận tài vụ cố gắng báo cáo xong cuối cùng mới ngồi xuống cuộc sống thật sự rất khó khăn rõ ràng số liệu báo cáo đã cao hơn hẳn năm ngoái mẳng là chuyện đáng để vui mừng nhưng loại báo cáo này lần nào cũng khiến người ta nơm nớp như thể sẽ bị rơi đầu ngay trong phòng học vậy cậu chủ nhà họ lệ này thật sự không phải loại người dễ chọc càng không phải kiểu người bình dị gần gũi chỉ cần bị ánh mắt ánh mắt kia liếc qua một cái thì chắc chắn sẽ bị rét lạnh đến trung cầm cập cũng may hôm nay cậu lệ có vẻ không hoàn toàn tập trung vào cuộc họp mà đang bận tâm chuyện gì đó tay anh vẫn nghịch chiếc điện thoại di động màu đen đôi mắt đen lạnh nhạt nhìn biểu đồ số liệu trình bày trên ppt trước mặt cho đến khi người của bộ phận tài vụ ngồi xuống nam hành mới thản nhiên lên tiếng từ không tồi không tồi hơn hai năm từ khi cậu lệ tiếp quản công ty cho tới nay đây xem như là lần duy nhất mà lời anh nói khiến người ta cảm thấy dễ nghe một chút nam hành cũng không chăm chú nghe dù sao chuyện của công ty vẫn luôn ổn định chỉ cần quyết sách không sai lầm tất cả đều sẽ phát triển thuận lợi hơn nữa sau lưng lệ thì có thế lực khổng lồ rất nhiều đối tác chỉ hận không tương xứng được với nhà họ lệ họ ước gì ngày nào cũng có hạng mục hợp tác trong vài chục năm để không cần phải quá tốn tâm sức đi lôi kéo bất cứ bên nào. Anh gần như chỉ để ý đến thời gian. Hơn 2 tiếng trước, Hàng Kình gọi điện thoại đến, nói 3 ngày sau, căn cứ sẽ chính thức khai triển sát hạch trước kỳ huấn luyện bắn tỉa. Trong danh sách, đám người Phong Lăng và AK đều được chọn, nhưng danh sách người được chọn cuối cùng chỉ còn lại 5 người. Trước mắt danh sách có 30 người, hiện tại thì Phong Lăng và AK rất có khả năng, hơn nữa tiềm lực cũng không tồi nhưng những người khác cũng không tệ, nên kết quả sát hạch vẫn là ẩn số. Tin tức này lại càng khiến Nam Hành thêm quyết tâm nghĩ đến chuyện muốn quay về căn cứ 11. Tập đoàn lệ thị thì giao cho bất kỳ ai cũng được, nhưng căn cứ 11 mới là cội nguồn của anh, mới là nơi mà anh thật sự không dễ dàng buông bỏ. Hai năm qua không ít lần hàng kình thảo luận với anh qua điện thoại về thành tích huấn luyện của Phong Lăng. Thể lực của nhóc đã đạt tiêu chuẩn từ lâu, rất nhiều thành viên cao lớn mạnh mẽ hơn cũng chưa chắc đã địch nổi. Dù sao bây giờ Phong Lăng cũng là một thành viên toàn diện từ thân thủ đến tốc độ, mọi thành tích đạt được đều có kết quả cao trong nhóm lính mới. Lúc trước anh mạo hiểm nhận Phong Lăng, quả thật nhóc không làm anh thất vọng. Nam Hành nghĩ đến đây, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười mỉm. Mấy nhân viên cao cấp của công ty đang ở trong phòng họp lập tức ngây người ra nhìn chầm chầm khuôn mặt dường như đang mang nụ cười như có như không của cậu lệ. Như thế này là tâm tình của cậu lệ hôm nay rất tốt phải không? Vào đêm. Tại biệt thự nhà họ lệ. Quyết định rồi. Vẫn không chịu ở lại công ty sao? Căn cứ 11 bên kia, ông đã phái người đi xử lý giúp cháu rồi. Thật ra bây giờ cháu có thể không cần phải quay về căn cứ bận tâm lao lực nữa, cứ ở công ty giữ kế hoạch xây dựng khối thương nghiệp này còn thích hợp với cháu hơn. Tuy căn cứ 11 là cơ nghiệp nhà họ lệ chúng ta, nhưng dù sao cũng thường xuyên vào sinh ra tử. Cả dòng họ lệ bây giờ lại chỉ có một mình cháu là độc đinh thôi. Ông cụ lệ quay đầu lại nhìn lệ nam hành đang chuẩn bị rời đi. Lệ nam hành thoải mái khoát một tay lên lưng ghế sofa, cười như không cười, biết cháu là độc đinh của nhà họ lệ mà khi cháu chưa đến 5 tuổi đã đưa cháu vào căn cứ 11 để nhận huấn luyện từ nhỏ, Bây giờ cháu đường đường chính chính tiếp nhận khối cơ nghiệp rồi thì cuối cùng ông mới nhớ ra, cháu là độc đinh của dòng họ này. Ông sợ cháu vào sinh ra tử nên muốn đưa cháu vào thương trường để ăn bánh bao thịt người à. Ông, ông cũng quá khác người rồi, có một đứa cháu trai mà ông muốn dùng như hai người à. Nếu ông sớm muốn cho cháu tiếp nhận công ty thì ông đừng nên bỏ cháu lại ở căn cứ 11. Nếu đã để cháu vào căn cứ, bây giờ lại muốn cháu ra, ông thấy có khả năng sao? sắc mặt ông cụ lệ rét lạnh, lúc trước nếu không phải ba mẹ cháu mất sớm, đương nhiên ông sẽ để cho chúng sinh thêm một đứa nữa. Nhưng bây giờ lại chỉ còn một mình cháu, ông cũng phải lo lắng cho hậu duệ nhà họ lệ chứ. Bây giờ địa vị của căn cứ 11 càng ngày càng thịnh, có thể đến ngày nào đó sẽ bị phía trên nhắm tới bởi vì quyền lợi quá lớn. Tuy rằng chúng ta đang ở Mỹ, nhưng từ xưa đến nay vẫn có nhiều bài học như vậy ở cả Trung Quốc lẫn phương Tây. Thành công vì quân quyền, Thất bại cũng vì quân quyền, ông không muốn cháu dấn thân vào nguy hiểm." Lệ Nam Hành cười lạnh, "Nguy hiểm? Thương trường thì không nguy hiểm sao? Thương trường và căn cứ 11 không có gì khác nhau, chẳng qua cũng chỉ là thái độ thù địch mập mờ giữa người với người mà thôi. Một bên là ra đòn kết liễu, một bên là giết người không thấy máu, không có nơi nào là thật sự sống yên ổn cả. Cháu vẫn nói như vậy thôi, sức khỏe của mấy người già các ông vẫn còn cường tráng." huống chi không phải cháu vẫn còn hai em gái ruột hay sao ai nói phụ nữ không thể tiếp nhận công ty cháu thấy hai đứa em cháu tốt xấu cũng được học thạc sĩ chuyên ngành kinh doanh nhưng nhà họ lệ lại chỉ cho phép họ ngồi vào mấy chức vị quản lý công ty con đây là không biết trọng nhân tài nam hành thản nhiên nói theo cháu thấy không bằng để cháu quay về căn cứ giao công ty cho hai đứa em gái tạm tiếp quản nếu trong vòng ba năm chúng nó không thể khiến công ty khởi sắc chúng ta mới nên nghĩ đến cách khác Thấy ông cụ Lệ dường như rất ác cảm đối với quyết định để phụ nữ tiếp nhận công ty, Lệ Nam Hành cười lạnh, nói một câu chặn ngay lại lời phản bác của ông cụ, ông chỉ có một lựa chọn này thôi, cháu nhất định sẽ không tiếp nhận công ty. Hoặc là ông giao cho người khác, dù sao công ty không hề ít phó tổng giám đốc và người có năng lực nổi trội. Hoặc là ông cứ giao công ty cho hai đứa em gái cháu, cốt xấu gì cũng là người nhà họ Lệ, không phải sao? Dứt lời, Nam Hành nhìn đồng hồ không thừa lời nữa, đứng dậy bỏ đi luôn. Khi ra gần đến trước cửa, anh lại buông một câu rành mạch nhưng lạnh lùng, một người từ nhỏ đã bị các ông ném vào căn cứ 11, bắt đầu từ thời thơ ấu đã chỉ giải trí với bia bắn và viên đạn hố bùng, sao có thể có hứng thú với thương trường được. Một người không thể nào phân thành hai, người mà tự tay các ông đã đắp nặng ra, bây giờ lại muốn tự tay bóp nát, không phải ý nghĩ hảo huyền thì là cái gì. Cháu, sắc mặt ông cụ lệ lập tức xanh mét, Ông cụ đảo mắt nhìn về phía anh. Nam Hành không nói thêm một câu nào nữa, thản nhiên liếc nhìn ông cụ lệ một cái rồi đi thẳng. Nam Hành vừa quay về căn cứ liền nhìn thấy Hàng Kình đang ở trong sân tập để huấn luyện cho mọi người. Đám người mới trước kia sau khi vào căn cứ hơn 2 năm gần 3 năm, hiện giờ đã được luyện thành thép, so với năm đó thì thật sự tiến bộ không ít. Hơn nữa cả nhóm đều khỏe khoắn, mặc đồng phục chiến đấu màu đen, đứng thành mấy hàng, tâm huyết thuần chất của đàn ông vào giờ khắc này được biểu hiện vô cùng rõ rệt. Đây là điểm hoàn toàn khác với công ty nhà họ lệ. Đây cũng là nơi khiến Nam Hành vừa mới bước vào liền cảm thấy có thể hít thở bình thường hơn rất nhiều. Chiếc xe Homer cao lớn màu đen dừng lại ngoài sân tập. Nam Hành không thông báo cho những người khác, chỉ đứng từ xa quan sát các thành viên đang tập luyện. Hàng kình thấy Nam Hành trở về căn cứ, từ hôm qua anh ta đã biết hôm nay lão đại sẽ trở về, thấy lão đại không có ý định muốn tới đây anh ta cũng không ngừng lại tiếp tục lớn tiếng hô thành viên đội một tập huấn nam hành nhàn nhã dựa vào song sắt bên ngoài sân tập miệng ngậm điếu thuốc dáng vẻ không hề đứng đắn hàng kình đang nhìn từ phía xa cũng cảm thấy tâm trạng nhẹ nhõm thở phào trong lão đại thế này chắc sự tình trong nhà đã được giải quyết rồi anh và mấy sĩ quan huấn luyện khác trong căn cứ vẫn lo lắng lão đại từ nay về sau sẽ bị mấy lão già của nhà họ lệ cướp đi không cho phép anh quay về căn cứ, nhưng hiện tại xem ra không sao cả. Bên kia, lúc này Phong Lăng đang ra ngoài làm nhiệm vụ một mình. Bởi vì đây là một nhiệm vụ không lớn cũng không nhỏ nên cô chỉ đi một mình là đủ. Ông trùng một băng đảng ngầm buôn bán ma túy ở Los Angeles thích mua chó ngao Tây Tạng từ Trung Quốc vào, mua từ quốc nội đến đây hơn 10 con. Mấy con chó ngao Tây Tạng cực phẩm lại hung mảnh tàn bạo đó có lẽ phải tốn đến hơn 200.000 đô la. Đây không phải là con số gì lớn, nhưng người của băng đảng này sẽ tiến hành giao dịch ở một kho hàng bỏ hoang tại vùng ngoại ô của Los Angeles. Phong Lăng cải trang thành nhân viên nuôi chó ngao Tây Tạng kim tài xế. Sau khi đánh ngất tài xế thật sự trong xe, cô trực tiếp lái xe đến kho hàng bị bỏ hoang. Lái xe chạy đến nơi, Phong Lăng rút chìa khóa trong xe rồi đi xuống, xoay người mở chiếc thùng to kim loại phía sau xe. Khi cô mở thùng ra, mùi hôi thối bên trong xông vào mũi đàn chó ngao tây tạng bị vận chuyển trên đường không biết bao nhiêu ngày bên trong có đủ loại thức ăn và chất thải khó ngửi phong lăng hoàn toàn không hề bị ảnh hưởng gì bên trong thùng kim loại còn hàng rào kim loại rất chắc chắn nhưng vì cô không phải người nuôi đàn chó ngao tây tạng này nên mấy con chó cao to hung hãng bên trong quay đầu lại sủa cô liên hồi để đám người kia không hoài nghi bây giờ cô phải dẫn dụ đàn chó ngao tây tạng này vào kho hàng bị bỏ hoang mới được nếu vẫn để trên xe hơn nữa chúng lại không ngừng sủa, chắc chắn sẽ sinh nghi. Cô lấy ra một loại thuốc để giữa hai lớp túi áo. Đây là thuốc mà sở nghiên cứu bên trong căn cứ 11 đặc chế ra, chuyên dùng cho nhiệm vụ có liên quan đến động vật và súc vật loại lớn này. Thuốc này có thể khiến một vài động vật tạm thời mất đi sức lực. Xa xa, chiếc xe Hummer màu đen không biết đã đổ bao lâu ở nơi đó. Nam Hành nhìn thoáng qua bộ áo liền quần của Phong Lăng, xuống xe đi đến, khi phong lăng nghe thấy tiếng bước chân và chợt quay đầu lại anh liền nhìn thấy gương mặt đã cố ý hóa trang một chút của phong lăng tiếng nói thản nhiên của nam hành vang lên đây là cách mà cậu nghĩ ra để giải quyết đám người kia à cải trang thành một nhân viên chăn nuôi xấu xí không chịu nổi phong lăng không ngờ người đó lại chính là nam hành gần ba năm không gặp cô tưởng rằng mấy năm tới anh sẽ không quay về căn cứ nữa không ngờ anh lại xuất hiện trong khi cô đang thực hiện nhiệm vụ phong lăng quay đầu lại nhìn mấy con chó ngao tây tạng đang sủa không ngừng xấu lắm hả cô vừa nói vừa nghiền thuốc thành bột rắc lên bát đựng thức ăn to đã bị bầy chó lật tung lên dù sao ngay từ đầu cô cũng đã quen với miệng lưỡi độc địa của nam hành nên hoàn toàn không để tâm nam hành bước lại gần nhìn phong lăng nhanh tay rắc bột thuốc đến nỗi mấy con chó ngao tây tạng có muốn cắn tay cậu ta cũng không kịp cái đầu nặng nề của lũ chó va vào song sắt khiến chúng đau đớn sủa nhặn xị lên sau khi rắc thuốc bột xong, Phong Lăng thấy còn khoảng một tiếng nữa đám người đó mới tới, cô tiện tay tháo chiếc mũ trên đầu xuống rồi ngoảnh lại nhìn Nam Hành, không đẹp hay sao? Đẹp trai lắm mà. Nam Hành nhìn cậu thiếu niên trước mặt đã cao hơn rất nhiều so với lúc anh rời đi. Tính ra có lẽ bây giờ cậu đã hơn 16, gần 17 tuổi rồi, ít nhất cũng cao 1m68, nhưng so với người cao gần 1m9 như anh thì vẫn thấp hơn ít nhất một cái đầu dáng người cậu không còn gầy yếu như lúc mới vào căn cứ, nhưng cũng không cường tráng như những người khác. Trong mắt anh, cậu vẫn còn rất gầy, rõ ràng đã lăn lộn trong căn cứ 2, 3 năm rồi mà nước da vẫn còn trắng trẻo như ban đầu. Có điều trên gương mặt này, không biết cậu móc đâu ra một nốt ruồi to đen xì dán ngay bên cạnh mũi, dưới cánh mũi bên kia còn có hai vết sẹo giả nhìn y như thật, mí mắt cũng được hóa trang rất cẩn thận, không biết cậu làm thế nào mà nhìn như bị u lên một cục đúng là xấu đến không thể xấu hơn được nữa cậu ta không biết ngượng mà còn tự khen mình đẹp trai nam hành quả quyết quay đi không nhìn mặt của cậu nữa anh sợ đêm đầu tiên trở về căn cứ con mẹ nó anh sẽ nằm mơ thấy ác mộng mất nhiệm vụ lần này của phong lăng vốn không khó nếu rất phức tạp thì chắc chắn đã có người được điều đến hỗ trợ đây là nhiệm vụ căn cứ giao cho cô cũng coi như là một thử thách nam hành quan sát một vòng tình huống xung quanh Trước khi đến đây, anh cũng đã điều tra tình hình của đám người này. Biết một mình phong lăng cũng có thể giải quyết được nên anh không nhúng tay vào mà chỉ dặn dò một câu, cẩn thận chút, đừng để bị thương. Nếu cậu bị chó cắn mắc bệnh dại thì không cần phải trở về căn cứ nữa. Anh nói xong rồi lập tức xoay người trở về chiếc xe Hummer mơ màu đen đổ cách đó không xa. Sau đó anh lái xe đến một chỗ khác, tránh bị đám người kia phát hiện. Phong lăng không còn gì để nói dặn dò cô cẩn thận thì nói cẩn thận đi, lại còn nhắc đến bệnh dại. Tuy lúc này đàn chó vẫn còn tỉnh táo, nhưng rõ ràng sức lực để sủa đã giảm đi rất nhiều. Chẳng lâu sau đã có hơn một nửa đàn nằm rạp dưới đất uống nước trong chậu, số còn lại vẫn tiếp tục sủa, nhưng tiếng sủa không còn to rõ như trước nữa. Người ngoài nhìn vào cũng coi như bình thường, đám người kia không thể nghi ngờ cô không phải là nhân viên nuôi dưỡng rồi đề cao cảnh giác với cô nữa phong lăng chuẩn bị kéo chuồng sắt lớn phía sau xe xuống để dời vào trong kho cô lấy găng tay và đồ bảo hộ dày nặng từ trong xe ra đeo vào để tránh bị chó cắn đồ bảo hộ vừa khéo che đi nửa khuôn mặt của cô khi cô đưa tay chạm vào chuồng vài con chó ngao tây tạng còn tỉnh táo lao đến cắn phong lăng nhìn thoáng qua thấy mấy con chó tuy có vẻ hung dữ nhưng cắn không quá mạnh quả nhiên loại thuốc đó có hiệu quả hơn nữa còn có găng tay và đồ bảo hộ Cô nhấc chuồng xuống đất mà không bị xây xước gì, rồi từ từ di chuyển chuồng vào trong kho hàng bỏ hoang. Lúc này từ phía xa đột nhiên có một viên đá ném tới rất chính xác. Phong lăng khựng lại, quay đầu nhìn thì phát hiện A-ca đã đến. Người thanh niên cao gầy, miệng ngậm cọng cỏ, tay vẫn đang nghịch một viên đá khác. Anh ta nhàn nhã đi tới, nhìn thấy phong lăng đủ sức nhất cái chuồng sắt chứa mấy con chó to vào trong kho hàng liền nhướng mày, tôi còn tưởng một mình cậu chắc không di chuyển được nhiều con chó ngao Tây Tạng như vậy, định tới để giúp. Nhưng không ngờ bây giờ cậu cũng ngon lành đấy chứ. Thật không hổ danh là một trong 10 tuyển thủ dẫn đầu võ cận chiến toàn nước Mỹ năm nay. Đúng là không thể nhìn vào cơ thể gầy yếu để đánh giá được, thể lực bây giờ của cậu đúng là không lãng phí thời gian luyện tập. Phong Lăng chỉ liếc nhìn anh ta một cái rồi tiếp tục làm công việc của mình. Sau khi di chuyển cái chuồng vào một nơi nhìn có vẻ thuận mắt, Cô tháo găng tay và đồ bảo hộ ra, lạnh nhạt nói, năm nay tôi nằm trong top 10 tuyển thủ đứng đầu môn võ cận chiến, nhưng năm sau chắc chắn tôi sẽ là nhà vô địch. A ca nhổ cọng cỏ trong miệng ra ngoài, cười nói, cậu thôi đi, cuộc thi lần tới cũng chỉ khoảng 2, 3 năm nữa thôi. Lúc đó cậu mới bao nhiêu tuổi? 18 hay 19 tuổi? Nhà vô địch võ cận chiến toàn nước Mỹ trong mười mấy năm trở lại đây không có ai dưới 30 tuổi ai cũng đều là tuyển thủ có cơ ngực được rèn luyện ít nhất 20 năm. Nếu thật sự loại người gầy gò ốm yếu như cậu đi đến được trận chung kết thì người ta chỉ cần dùng một nắm đấm thôi là cũng có thể đá văng cậu đến Siberia luôn rồi. Phong lăng lạnh lùng liếc anh ta một cái, liên quan gì đến tuổi tác? Sao lại không liên quan? Lần trước không phải anh đã nói, chưa có người nào đứng đầu kỳ sát hạch huấn luyện hàng năm của căn cứ 11 dưới 18 tuổi, thể trọng cũng không nhẹ dưới 70 cân hay sao? Kết quả thì người đứng đầu là ai? A k Về điểm này Phong Lăng quả thật nói có sách mách có chứng. Dù sao người đứng đầu kỳ thi sát hạch 2 năm liên tiếp đều là Phong Lăng. Các thành viên thoạt nhìn cao hơn, khỏe hơn đều lần lượt thất bại dưới tay cô. Bây giờ Phong Lăng đã đạt và vượt yêu cầu về thể lực, nếu kết hợp thêm bản lĩnh và tốc độ của cô nữa thì không phải thành viên nào cũng có thể đánh thắng được. Hơn nữa hiện giờ Phong Lăng vẫn chưa tròn 17 tuổi phụ. a ca có chút ngượng ngùng sờ mũi đưa tay ra phía trước định giúp cô anh ta vừa giúp cô dạy dỗ đám chó ngao tây tạng vẫn chưa ngoan ngoãn không ngừng sổ bên trong chuồng vừa cười nói tôi nói với cậu hai ngày nữa lệ lão đại của chúng ta sẽ trở về căn cứ cậu có biết cái gì gọi là cây cao đón gió lớn không vốn dĩ lúc đầu lão đại cứ luôn nhắm vào cậu bây giờ cậu nhất định phải kiềm chế lại nếu cứ ham thể hiện tài năng quá nói không chừng lão đại sẽ tiếp tục giày vò cậu đấy thi thoảng cậu nên tỏ ra đuối sức một chút bình thường cậu tỏ ra ngầu trước mặt mấy anh em chúng tôi cũng được nhưng trước mặt lão đại thì đừng ngang ngược quá lúc đầu lệ lão đại có nói hai năm nữa sẽ trở về rốt cuộc cũng gần ba năm rồi chắc là mấy ông cụ nhà họ lệ không chịu thả người bây giờ khó khăn lắm anh ấy mới được quay về không biết là phải ôm theo bao nhiêu ấm ức cậu nhất định phải chú ý đừng tự mình chuốc họa vào thân a ca vẫn còn chưa nói xong khóe mắt đột nhiên liếc thấy bóng người đang đứng trước cửa kho hàng bỏ hoang anh ta khựng lại bất chợt đưa mắt nhìn kỹ người đó trong chốc lát cả người bỗng run lẩy bẩy lão lão đại tại sao lệ lão đại lại ở đây a ca nhìn thấy bóng dáng màu đen cao lớn đứng đó lại nghĩ tới chuyện có khả năng những lời mình vừa nói đã bị lão đại nghe thấy liền chuyển sang dáng vẻ nịnh nọt xin tha tiếng lên nghênh đón lão đại anh nam hành không thèm nhìn anh ta lấy một cái lạnh nhạt đi vào bên trong trang phục chiến đấu màu đen trên người nam hành có chất liệu giống với bộ đồ trên người phong lăng thân hình cao lớn chân dài thẳng tắp dáng người khỏe mạnh càng làm nổi bật vẻ cao quý ở anh phong lăng cũng ngừng động tác ngoảnh đầu nhìn anh cái người lúc nãy còn nói để cô tự mình làm nhiệm vụ sao đột nhiên lại xuất hiện ở đây anh có ý gì A ca đứng ở bên cạnh định lên tiếng, nhưng thấy lão đại hoàn toàn không đáp lại mình thì chỉ có thể vò đầu bứt tóc, vô cùng tự giác nói, ở đây cùng lắm có hai người là đủ. Quá nhiều người chắc chắn lát nữa đám người đó qua đây sẽ nghi ngờ, hay là, tôi về trước nhé. Phong lăng, rõ ràng lão đại qua đây để giám sát nhiệm vụ của chúng ta, cũng sẽ không ra tay giúp đỡ việc gì. Nếu phải ở lại thì người đó là anh mới đúng. Ý trong lời nói của cô rất rõ ràng, người nên đi chính là vị lão đại vừa lạnh nhạt vừa thờ ơ đến không chịu nổi kia nhưng nam hành lại không coi ai ra gì mà đứng nguyên tại chỗ anh nhìn lướt qua a ca cuối cùng nhíu đôi mày đẹp để rồi nói cậu không có nhiệm vụ riêng phải làm à a ca ngẩng người ra dạ có hôm nay tôi và phong lăng đều có nhiệm vụ riêng nhưng sáng nay tôi đã hoàn thành nhiệm vụ rồi dù gì cũng không có gì làm lại tiện đường nên tôi qua đây giúp cậu ấy Nam Hành lại liếc nhìn tay của AK và Phong Lăng đang cùng đặt lên cái chuồng. Lúc nãy Phong Lăng còn chê AK vướng víu mà hất tay anh ta ra, từ đó có thể thấy đó là hành động không thể quen thuộc hơn được nữa giữa bọn họ. AK, giờ cậu cũng ở trong đội một sao? Anh vừa đặt ra câu hỏi, nét mặt của AK lập tức nghiêm túc hơn rất nhiều, trong mắt cũng ánh lên niềm kiêu hãnh và tự hào, đúng vậy, thưa lão đại. Nhờ nỗ lực của bản thân, bây giờ tôi đã được vào trại huấn luyện của đội 1, hơn nữa còn cùng Phong Lăng tham gia sát hạch huấn luyện súng bắn tỉa. Nhất định sẽ không làm lão đại thất vọng. Tham gia sát hạch huấn luyện bắn tỉa thì nói tham gia, sao còn phải lôi tên của Phong Lăng vào làm gì? Nam Hành đứng yên, cặp mắt sáng nguy hiểm nheo lại. A dự cảm được ánh mắt của lão đại sắp đông cứng mình, cũng không thèm để ý lời nói lúc nãy của Phong Lăng. Anh ta kiếm đại một lý do phải về căn cứ trước, dưới chân như được lắp bánh lăng, chuồng thẳng. Trong kho hàng hiện giờ chỉ còn lại Phong Lăng và Nam Hành. Phong Lăng vẫn cảm thấy bình thường. Dù lão đại hay A Ca có ở đây hay không thì một mình cô cũng có thể xử lý được. Cô không chê bọn họ vướng víu là may lắm rồi. Cô xoay người tiếp tục công việc của mình, đồng thời nhìn vào đồng hồ trên tay nói, lão đại, còn 20 phút nữa bọn họ sẽ đến. Rốt cuộc anh tới để giúp đỡ hay đứng một bên giám sát nếu muốn giúp đỡ thì cảm phiền anh cởi bộ trang phục chiến đấu ra còn nếu đến giám sát thì làm phiền anh quay lại xe chờ vẻ cao quý lạnh lùng của nam hành khi ở nhà họ lệ và trước mặt người khác đã giảm đi anh chỉ liếc nhìn cô sao hả cách tôi đứng ở đây cản trở à động tác của phong lăng đột nhiên thượng lại cô quay đầu liếc nhìn anh một cái dùng ánh mắt để bày tỏ sự thật hiển nhiên anh cũng tự biết mình đấy nam hành cười khẩy cũng không lằn nhằn với cô nữa mà xoay người bước ra ngoài, đi thẳng lên xe. Phong lăng. Quả nhiên là dáng vẻ của lão đại, đuổi người trợ giúp của cô đi, còn mình thì quay về xe để hưởng thụ. 20 phút sau, đám người kia lái vài chiếc xe đến, còn có một chiếc xe tải lớn, dự tính chở bầy chó ngao Tây Tạng đi. Cả quá trình phong lăng đều ngụy trang rất tốt. Cô cùng đám người đó đi đến nơi trú ngụ bí mật. Khi mấy con chó ngao Tây Tạng đó bị bọn chúng chuyển từ trên xe xuống một lần nữa, thuốc mê cũng sắp hết tác dụng rồi. Vài con chó ngao vốn đang yên lặng bình thường, bất chợt không ngừng sổ đám người ở quanh chuồng. Đám người kia bực bội sai cô khống chế mấy con chó, bắt chúng nó im lặng. Phong Lăng biết chẳng mấy chốc cô sẽ bị lộ thân phận cho nên cũng không cần che giấu nữa. Cô chủ động tấn công người đứng ở gần mình nhất. Đầu tiên là cướp súng, sau đó là giang chân đá bay tên đứng ở bên cạnh muốn chạy đến giúp đỡ. Sau khi cướp được hai khẩu súng trên tay, mới vỏn vẹn 10 giây mà đã có 4, 5 người ngã xuống trước mặt cô. Đám người đó không giống các băng đảng tội phạm từng được huấn luyện tại Mỹ. Chẳng qua bọn chúng có nhiều người, lại chỉ biết dùng sức mạnh để giải quyết vấn đề. Những người này đối với phong lăng mà nói quả thật chỉ là chuyện nhỏ. Đám người bên trong nghe thấy có động tĩnh liền cầm lấy vũ khí dao súng xông ra phong lăng đã nhảy lên cái chuồng đang nhốt mấy con chó ngao tây tạng cô mở chuồng thả mấy con chó ngao ra ngoài lúc này thuốc đã hết tác dụng mấy con chó lớn như đám giả thú điên cuồng xông ra ngoài cứ gặp người là cắn phong lăng đã nhanh chân nhảy lên chỗ cao nhất còn đám người ở bên dưới chưa kịp chạy trốn đã trở thành con mồi trong mắt của đàn chó ngao tây tạng chỉ trong vòng vài phút hiện trường vô cùng hỗn loạn phong lăng tìm cơ hội lẻn vào bên trong đấu súng với tên trùng và mấy gã đầu sỏ trong băng đảng tội phạm để bảo đảm lúc cảnh sát đến tìm bọn chúng có thể suôn sẻ dẫn về cục cảnh sát lấy khẩu cung cô bắn chính xác vào tay và chân của đám người đó khiến bọn chúng không thể chạy trốn trong khoảng thời gian ngắn nhưng vẫn tạm giữ lại được mạng sống hoàn thành nhiệm vụ phong lăng mau chóng rời khỏi hiện trường sau đó khi cô chuẩn bị định lái chiếc xe chở hàng đã trống không đi thì đột nhiên có người từ trong sông ra một chân gã bị chó ngao cắn máu me đầm đìa, gã liều mạng nổ súng vào bánh xe chở hàng mà cô đang lái. Khi chiếc xe đột nhiên dừng lại vì bánh xe bị thủng, Phong Lăng cảnh giác nhìn về phía họng súng của gã. Cái gã muốn là bắn nổ thùng nhiên liệu của cô. Nếu thùng nhiên liệu gặp lửa, chiếc xe này cũng sẽ tự bốc cháy. Nếu như nhiên liệu bên trong thùng còn hơn 2 phần 3 thì rất có thể sẽ gây ra cháy nổ ngay lập tức. Ngay vào lúc phong lăng quyết đoán định mở cửa nhảy ra bên ngoài thì một tên khác từ bên trong sông ra, phối hợp chỉ nòng súng vào người cô. Nếu như nhảy xe thì sẽ mất đi cánh cửa che chắn, nhất định cô sẽ bị trúng đạn. Nếu cô không nhảy khỏi xe thì một khi thùng nhiên liệu bị nổ, cô cũng sẽ gặp nguy hiểm. Ngay vào lúc nhìn cân treo sợi tóc, tiếng súng đột nhiên vang lên cách phong lăng không xa. Ánh mắt phong lăng thượng lại cô ngước mắt lên nhìn thấy hai tên vừa xông ra lúc nãy đồng thời bị một phát súng bắn xuyên qua viên đạn xuyên thẳng qua đầu của một tên rồi bay thẳng đến ngực của tên còn lại hai tên đều ngã xuống đất cô quay phát người lại nhìn về hướng vang lên tiếng súng cô thấy chiếc xe hummer cao lớn màu đen kia không biết được lái đến đây từ khi nào đừng nói là đám người đó không chú ý ngay cả cô cũng không để ý đến sự xuất hiện của chiếc xe nhìn thấy lệ nam hành không cảm xúc cầm cây súng trong tay giống như phát súng vừa rồi chỉ là một phát súng vô cùng đơn giản như nhắm vào bia ngắm mà bắn thôi nét mặt anh không hề thay đổi nhưng rõ ràng anh đã cứu mạng cô trong nháy mắt ngày thường phong lăng đã quen nhìn dáng vẻ đầy khí chất bá đạo mà cố chấp của lệ lão đại trước giờ anh vẫn luôn không vừa mắt cô nhưng lệ nam hành lúc này dường như mới thật sự là anh gương mặt hờ hững lạnh nhạt cao quý bắn súng ung dung thản nhiên đối với mỗi kẻ địch mà nói quả thật là rất đáng sợ chiếc xe phong lăng đang lái đã bị xịt lốp không thể lái được nữa cô im lặng một lát rồi bước xuống xe đi thẳng về phía nam hành lão đại xe hỏng rồi ở đây là khu hoang vu vắng vẻ lại cách căn cứ rất xa anh cho tôi đi nhờ xe về được không phong lăng hoàn toàn không hề thấy sợ hãi dù vừa rồi suýt chút nữa đã mất mạng dưới nòng súng của hai tên kia nụ cười trong mắt cô trong sáng hồn nhiên vì dường như cô vô tình phát hiện ra lệ lão đại ẩn giấu rất nhiều tính cách khác nhau Cô bỗng cảm thấy con người này vốn cũng không khiến người ta thấy chán ghét mấy. Nam Hành lạnh nhạt thờ ơ liếc nhìn cô, không phải một mình cậu có thể giải quyết được sao? Chuyện vừa rồi là như thế nào? Phong Lăng bình tĩnh cười nói, lỗ hổng duy nhất trong kế hoạch là tôi không biết thật ra bình nhiên liệu của chiếc xe đó còn bao nhiêu xăng. Dù sao xe đó là do bọn họ lái đến, tôi không kiểm tra thùng nhiên liệu, không chắc nó có phát nổ ngay sau khi bị bắn vào không. Lần sau tôi sẽ chú ý chi tiết quyết định thành bại điều mà cậu sơ suất bỏ qua có thể là nguyên nhân khiến cậu mất mạng tôi sẽ nhớ kỹ lão đại ánh mắt phong lăng thành khẩn giờ anh có thể đưa tôi về căn cứ được chưa nam hành lại lạnh nhạt nhìn cô một cái cũng không muốn phí lời với cô nữa lạnh lùng nói lên xe đi nam hành lái xe chở phong lăng về căn cứ anh em trong căn cứ tận mắt chứng kiến phong lăng bước xuống từ xe của lệ lão đại hơn nữa lệ lão đại còn làm tài xế, phong lăng xuống xe thì đi thẳng vào trại huấn luyện của đội 1. Sự đối đãi này cũng coi như có một không hai trong căn cứ này rồi đấy. Thường ngày khi ra ngoài lão đại đều có tài xế riêng, anh ngồi ở phía sau. Bây giờ lệ lão đại lại lái xe, phong lăng ngồi ở bên cạnh. Ôi! Trời nhập nhọn tối, Nam Hành mới về căn cứ nên phải đến gặp A Phong để xử lý và bàn giao nhiều công việc gian dở trong hai năm vừa rồi các sĩ quan huấn luyện đều đến phòng họp trong căn cứ sau khi giao nhiệm vụ bọn họ ngồi họp bàn về kế hoạch lớn liên quan đến việc khai triển huấn luyện tay súng bắn tỉa trời tối dần đến thời gian dùng cơm cuộc họp mới chính thức kết thúc lão đại sau khi xem qua danh sách các thành viên tham gia huấn luyện bắn tỉa lần này anh có nhận định gì không một vài người trong căn cứ có lý lịch không tệ trong danh sách này cũng có một số người tôi không vừa ý cho lắm nhưng lại thể hiện rất xuất sắc trong đợt sát hạch danh sách chỉ có một vài người tôi cũng không tiện sàng lọc anh xem xem có người nào mà chúng ta cần phải cân nhắc lại không hàng kình đi bên cạnh nam hành vừa nói vừa nhìn về phía sân huấn luyện đúng rồi tuy rằng hai năm nay phong lăng luôn đứng đầu các kỳ thi sát hạch rất nhiều người nể bản lĩnh của cậu ấy nhưng cũng có hơn một nửa thành viên không phục dù sao nhìn phong lăng cũng có vẻ gầy yếu hơn rất nhiều so với mọi người cho nên có nhiều người ngấm ngầm hậm hực với việc cậu ấy đứng đầu danh sách huấn luyện bắn tỉa lần này. Có điều đa số những người than phiền đều thuộc đội khác, các thành viên trong đội một đều rất thân thiện, cũng đối xử rất tốt với phong lăng. Nam Hành lạnh lùng nói, không phục thì cứ để bọn họ đấu với nhau. Giải quyết vấn đề giữa đàn ông với nhau, đặc biệt là trong căn cứ 11, vào những lúc có thể động chân động tay thì đừng có động miệng. Lại nhảy ở sau lưng để làm gì? Hàng Kình cười nói, nếu như bọn họ có thể đánh thắng được Phong Lăng thì sao phải bất mãn sau lưng nữa. Cũng chính bởi vì đánh không lại, nên mới không phục đấy. Nam Hành không lạnh không nóng nói, tôi không ngờ trong căn cứ của chúng ta lại có nhiều kẻ ăn hại không chịu nỗ lực như vậy. Nhưng lúc còn sớm, đá loại người này ra khỏi đây đi. Ngay vào lúc hai người họ đi ngang qua trại huấn luyện của đội 2, từ xa đã nghe được một cuộc nói chuyện có phát hiện tên phong lăng trong đội một càng ngày càng kiêu ngạo không thường ngày trong căn cứ mọi người gặp nhau đều chào hỏi cậu ta chỉ ngẩng đầu nhìn một cái mà không thèm nói câu nào chúng ta đều là đàn ông ra vẻ lạnh lùng làm cái mẹ gì chứ cậu ta đâu chỉ ra vẻ tôi thấy có vài lần thi viết và sát hạch cậu ta đều không tuân thủ quy định cậu ta hoàn thành xong đầu tiên liền xoay người bỏ đi không có một chút ý thức tôn trọng thành viên khác đây rõ ràng là thấy không có ai là đối thủ của mình nên không thèm để ý đến còn gì. Ê, lúc nãy thằng nhóc Phong Lăng còn đó ngồi xe của Lệ lão đại về. Sao cậu ta lại được đối đãi như vậy chứ? Chỉ là đi làm nhiệm vụ nhỏ thôi mà lại được lão đại đích thân lái xe đi đón về. Không biết cậu ta đi cửa sau kiểu gì nữa. Tôi nghĩ tám phần là vì cậu ta có nét rất giống con gái. Lão đại ở trong đám đàn ông này lâu ngày cũng thấy chán rồi cũng không tránh khỏi bị cậu ta mê hoặc ha 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 Thằng nhóc đó da dẻ miệng màng trắng trẻo Đừng nói là lão đại Nếu như không phải bản lĩnh cậu ta quá lợi hại Căn bản không thể đến gần được Thì ngay cả tôi cũng muốn đến gần sờ vào mặt của cậu ta một cái Hết ngoại truyện 2 Mời các bạn đón nghe phần ngoại truyện 3